Thần y trở lại, Ngô Bình. Tập 121. Ngân Hoài An cười nói, vậy ông ấy chắc chắn rất vui. Không biết cửa hàng của Đan Vương Lý lúc nào khai trương. Ngô Bình suy xét một lúc rồi nói, 7 ngày nữa, khoảng thời gian này tôi phải chuẩn bị một số đan dược. Ngân Hoài An, vâng, 7 ngày nữa, Ngân gia tôi sẽ đến chúc mừng. Lý đan sư, tại hạ không làm phiền nữa, xin cáo từ. Ngân Hoài An đưa thuộc hạ rời khỏi đây, quay về nhà họ Ngân, một tu sĩ trẻ tuổi nói, ông, Ngân gia chúng ta phải sợ hắn sao? Ngân Hoài An trừng mắt anh ta, đồ không có mắt, con không thấy hắn ta là đan vương sao? Con biết đan vương nhất phẩm có nghĩa là gì không? Sau này, hắn ta chắc chắn sẽ trở thành nhân vật lớn có địa vị nhất trong tiên giới. Đến lúc đó, ta còn không đáng nhắc tới trước mặt hắn ta. Với lại, thực lực của hắn ta cũng rất mạnh, cho dù là ta cũng không phải là đối thủ. Người thanh niên kinh ngạc, ông cũng không phải là đối thủ. Nhưng rõ ràng hắn chỉ là địa tiên mà. Ngân Hoài An, vì vậy ta mới cảm thấy hắn đáng sợ. Địa tiên mạnh như vậy, chỉ có một khả năng, người này còn có con át chủ bài khác. Người thanh niên khẽ thở dài, xem ra cục tức này của con không thể chút được rồi. Ngân Hoài An nghiêm mặt nói, sau này nhìn thấy Lý đan sư nhất định phải tôn trọng, nếu không ta sẽ không cứu mạng con lần thứ hai đâu. Người thanh niên run run, vâng ạ. Sau khi Ngân Hoài An đi khỏi, Ngô Bình tiếp tục luyện đan. Anh đã tham khảo hết thị trường đan dược, lại tạo ra 4 loại con rối luyện đan, có thể luyện chế lượng lớn đan dược phương phẩm, hoặc đan dược đế phẩm. Chỉ là việc anh luyện chế đan dược, dù sao số lượng cũng có hạn, nên quyết định đi tìm Lạc Ngưng Đan. Lạc Ngưng Đan từng là đạo tôn Thái Hoa, trình độ đan đạo không hề thấp hơn anh, chắc chắn đã tích trữ không ít đan dược. Anh đến vườn đan thanh minh của Thiên Đạo Môn, lại thấy diện tích của vườn đan thanh minh đã mở rộng thêm mấy nghìn lần, xung quanh hình thành kết giới siêu mạnh, rất độc đáo. Cửa vào kết giới có một môn lâu, bên trên viết 4 chữ lớn, vườn đan thanh minh, bên cạnh môn lâu có 2 đệ tử đứng gác. Ngô Bình dừng trước môn lâu, 2 đệ tử này lập tức chặn anh lại, đệ tử bên tay trái hỏi, ngươi là ai? Ngô Bình, ta là Ngô Bình của Thiên Đạo Môn. Ngươi không nhận ra ta. Anh nói tên ra, đệ tử này lại chưa từng nghe nói tới. Sau khi Hồng Hoang thống nhất, phạm vi thế lực của Thiên Đạo Môn đã mở rộng rất nhiều lần, dưới sự chống đỡ của Đại Thiên Tôn, đa số tu sĩ đều xin gia nhập vào đó. Rõ ràng mấy đệ tử này đều là mới tới, căn bản chưa từng nghe nói đến đại danh của Ngô Bình. Ngô Bình có chút cạn lời, ta là bạn của chị Lạc. Đệ tử này ngạc nhiên, chị Lạc. Chị Lạc nào? Ngô Bình, tất nhiên là Lạc Ngưng Đan. Đệ tử này cười khẩy, láo xược. Lạc tiên tử là thượng trưởng lão của Thiên Đạo Môn chúng tôi, sao có thể là chị của ngươi được? Ngô Bình chẳng thèm nói nhiều nữa, anh lập tức vận đủ tiên lực rồi nói, chị Lạc, em tới rồi. Đệ tử này thấy anh la to thì tức giận nói, ngươi dám ầm ĩ ở đây, người đâu, đuổi hắn đi cho ta. Xung quanh xuất hiện ngay mấy vị tu sĩ. Bao vây lấy Ngô Bình, định ra tay với anh. Có chuyện gì vậy? Một tu sĩ trẻ tuổi xuất hiện, áo vàng đai ngọc, dung mạo anh Tuấn. Mấy người này vội vàng hành lễ với anh ta, Lôi sư huynh. Thanh niên khẽ gật đầu, hỏi Ngô Bình, ngươi là ai? Tại sao lại xông vào vườn đan thanh minh? Giọng điệu cao ngạo của người này khiến người khác khó chịu, Ngô Bình lạnh lùng nói, liên quan tới ngươi sao? Thanh niên cười khẩy, ta là đệ tử tinh anh của Thiên Đạo Môn, Lạc tiên tử là trưởng lão của Thiên Đạo Môn bọn ta có nghĩa vụ bảo vệ cô ấy. Ngô Bình mang theo vẻ mặt khinh thường, chị Lạc cần ngươi bảo vệ. Ngươi nuôi chó cho chị ấy cũng không xứng, cút xa ra chút đi. Thanh niên là đệ tử tinh anh, tuy rằng gia nhập vào đây cũng chưa lâu, nhưng bối cảnh gia tộc vững chắc, phía dưới có người nào là không nịnh bợ hắn. Đây là người đầu tiên như Ngô Bình nói thẳng rằng hắn không xứng nuôi chó. Ngươi muốn chết hả? Thanh niên nổi giận phừng phừng, tay phải nhấn bên hông một cái, trong quả hồ lô vỏ xanh bay ra một đường kiếm quang, trực tiếp lấy đầu Ngô Bình. Thấy hắn ta ra tay muốn giết người, Ngô Bình cười khẩy, đợi kiếm quang gần đến chỗ mình, anh há miệng hút vào một cái, hút luôn kiếm quang vào trong bụng,
sau đó miệng anh cử động rồi nhổ ra một viên trân châu màu vàng. Kiếm khí đó được ngưng kết từ kim khí tiên thiên, sau khi bị anh nén lại thì biến thành trân châu kim khí. Thanh niên ngơ cả người, kiếm khí mà hắn tạo ra không thể coi thường, có thể chém chết chân tiên, cho dù là đạo quân gặp phải cũng không dám đón đỡ, sao anh thoáng cái đã nuốt luôn được rồi. Ngươi đã dùng yêu pháp gì? Hắn lớn tiếng chất vấn. Ngô Bình cười khẩy, yêu pháp có lợi hại như thủ thuật của ta không? Thanh niên lấy làm lạ, quả thực cho dù là yêu pháp cũng không thể nuốt kiếm quang của hắn được. Sư đệ, có chuyện gì vậy? Lúc này, lại có một tu sĩ nam đi tới, xem ra hai người này đều tới vườn đan Thanh Minh. Thanh niên được gọi là Nghiêm sư đệ vội vàng khom người nói, Lư sư huynh, người này định xông vào vườn hoa Thanh Minh, tôi ngăn cản hắn, hắn lại nói năng lỗ mãng với tôi. Ngô Bình nói, người nói năng lỗ mãng là ngươi chứ? Thanh niên mới tới dáng người to lớn, hắn ta hỏi, anh bạn tới vườn hoa Thanh Minh có chuyện gì? Ngô Bình, không liên quan tới ngươi. Thanh niên nhíu mày, ta tên là Lư Quan Phong, là đệ tử nòng cốt của Thiên Đạo Môn. Ngô Bình, ngươi là đệ tử gì, ta không có hứng thú. Lư Quan Phong cũng tức giận nói, nếu như ngươi vô lễ như vậy thì đừng trách ta không khách khí với ngươi. Ngô Bình nói, ngươi cho rằng đệ tử nòng cốt là giỏi lắm sao? Ở Thiên Đạo Môn, cho dù là trưởng môn cũng phải cung kính ta, ngươi là cái thá gì chứ? Lư Quan Phong giận tím mặt, nhìn có vẻ muốn đánh nhau. Lúc này, có một cô gái xinh đẹp từ trong nhà bước ra, dáng dấp mỹ miều, đấy là người hầu bên cạnh của Lạc Ngưng Đan. Cô ta nhìn thấy Ngô Bình thì vui vẻ nói, công tử, để anh phải đợi lâu rồi. Ngô Bình cười, hỏi, chị Lạc đâu rồi? Người hầu nói, tiên tử nhà tôi đang luyện đan, không tiện ra đây đón tiếp nên mới bảo nô tỳ ra đón. Mấy người họ nghe đến đây thì ngây ra, không ngờ anh lại gọi Lạc tiên tử là chị Lạc. Vị Nghiêm sư đệ đó vội nói, cô nương Bích Châu, có phải cô nhầm rồi không? Sao người này lại có thể gọi tiên tử là chị? Bích Châu thản nhiên đáp, tiên tử và cậu Ngô là bạn tốt của nhau, sao lại nhầm được? Mấy người các anh lại đến thăm hỏi tiên tử sao? Tiên tử không có thời gian gặp các anh đâu, mời về cho. Cô ta không hề khách sáo, mời Ngô Bình vào trong trước rồi đóng cổng lại. Mấy người còn lại đứng ngoài cửa nhìn nhau, vẻ mặt Lư Quan Phong rất khó coi. Từ ngày đầu tiên vào Thiên Đạo Môn hắn ta đã có ý với Lạc Ngưng Đan, cô gái này có cực giỏi về đan đạo, nếu có thể cưới được cô ấy về nhà họ Lư thì nhất định sẽ hưng thịnh phát đạt. Chỉ là địa vị của Lạc Ngưng Đan ở Thiên Đạo Môn rất cao, mặc dù hắn ta là đệ tử nòng cốt nhưng cũng không có cơ hội tiếp cận, nên hắn ta mới thường xuyên đến thăm hỏi. Có điều hắn ta đến nhiều quá làm Lạc Ngưng Đan thấy phiền, không muốn gặp nữa. Hắn ta nhìn thấy Ngô Bình vào trong thì vẻ mặt rất khó coi, lạnh lùng hỏi, người đó là ai? Một đệ tử gác cổng nói, hắn ta tự xưng là Ngô Bình, nhưng tôi chưa từng nghe qua. Ngô Bình, người đó suy nghĩ, không có ấn tượng. Vị Nghiêm sư đệ đó nói, Lư sư huynh, rõ ràng người này không xem anh ra gì, có cơ hội nhất định phải dạy cho hắn ta một bài học. Lư Quan Phong lạnh lùng đáp, tốt nhất là hắn ta đừng để gặp lại tôi. Lúc Ngô Bình gặp Lạc Ngưng Đan thì cô ấy đang luyện đan trong phòng đan, 12 luồng đan khí đang nhảy múa trên không trung, mỗi luồng đan khí đều rất mạnh, nếu đánh trúng đại đạo quân thì có thể dễ dàng giết chết người đó. Nhưng lúc này, 12 luồng đan khí lại rất ngoan ngoãn nghe theo sự khống chế của Lạc Ngưng Đan, cuối cùng hợp lại làm một, biến thành một viên đan dược trong lòng bàn tay cô ấy. Ngô Bình thốt lên, đan tốt. Lạc Ngưng Đan cười. Nói, đệ đệ, cậu có lộc ăn thật đấy, chỉ vừa luyện xong thập nhị thiên thời đan thì cậu đã đến. Mắt Ngô Bình sáng lên, anh nói, thập nhị thiên thời đan sao? Em nghe nói uống loại đan dược này có thể cộng hưởng cùng thập nhị thiên thời. Mỗi ngày 12 giờ, mỗi giờ đều có thu hoạch khác nhau. Lạc Ngưng Đan gật đầu, không sai, tặng viên đan này cho cậu đấy. Ngô Bình cười he he, cảm ơn chị Lạc, em đến là có chuyện muốn nhờ chị. Lạc Ngưng Đan, hả? Chuyện gì? Ngô Bình, em đã mở một cửa hàng đan dược, nhưng lại không có nhiều đan dược tốt nên đến để mượn chị một ít.
Lạc Ngưng Đan liếc anh, lấy đan dược của chị đi bán mà cậu gọi là mượn sao? Ngô Bình gãi đầu, bây giờ em luyện đan cũng giỏi lắm, từ từ em luyện trả lại cho chị hết. Lạc Ngưng Đan nói, chị đã luyện được rất nhiều đan dược, có thể đưa cho cậu, nhưng cậu cũng phải giúp chị chút việc. Gần đây chỉ cần ít dược liệu quý nhưng lại tìm không ra. Ngô Bình liền nói, chuyện đó dễ, sau này chỉ cần dược liệu gì cứ nói với em. Lạc Ngưng Đan, vậy à, chỉ có một đơn thuốc, cậu tìm giúp chị xem. Ngô Bình nhìn sơ qua rồi nói chuyện với lão dược có thể cung ứng khoảng 70% số dược liệu trên đơn, tổng cộng hơn 300 loại. Anh nói, chị Lạc, em đưa cho chị trước một phần, số còn lại để em nghĩ cách. Anh nói xong thì bảo lão dược lấy dược liệu ra, đưa ngay cho Lạc Ngưng Đan. Lạc Ngưng Đan rất vui, chị đã đánh giá thấp cậu rồi. Chị tìm trên mạng tiên mà chẳng mua được mấy dược liệu này. Ngô Bình, đúng thật rất khó tìm. Hai người họ nói với nhau vài câu thì Ngô Bình mới biết hiện giờ Lạc Ngưng Đan đã là thượng trưởng lão của Thiên Đạo Môn, hơn nữa địa vị còn rất cao. Tu vi của cô vốn đã khôi phục đến đạo tổ hậu kỳ. Anh còn có việc nên không thể nán lại lâu, anh lấy từ chỗ của Lạc Ngưng Đan mỗi loại đan dược 357 viên, trong đó loại dở nhất cũng là đan dược quý hiếm gặp ở tiên giới, có tiền cũng khó mà mua được. Ngô Bình lấy xong đan dược thì chào tạm biệt cô ấy rồi quay về tiên giới. Anh vừa ra khỏi cửa, bay được một đoạn thì cảm thấy có một luồng sát cơ nhằm thẳng vào mình, anh liền dừng lại trên không trung, ngoảnh đầu nhìn lại phía sau. Lúc này, tên Lư Quan Phong đó bê một chiếc bình trên tay, đang nhìn anh hằm hằm, hắn ta hỏi, anh đến tìm Lạc tiên tử có việc gì? Ngô Bình cười lạnh lùng, anh tưởng cầm một chiếc bình bể thì ngon lắm sao? Lư Quan Phong cười lạnh lùng, chiếc bình này tên là bình thiên địa luyện tiên, đủ để luyện hóa đạo tổ. Ngô Bình, luyện hóa đạo tổ thì đã sao? Trong mắt tôi nó chỉ là đồ bể. Đó là sự thật, thực lực của anh không phải đại đạo quân bình thường có thể chống trả được. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Muốn chết à, Lư Quan Phong đã sớm xem Lạc Ngưng Đan là người phụ nữ của mình, giờ người này lại gọi cô ấy là chị Lạc. Hắn ta không thể nào chấp nhận được chuyện này, thế là ôm hận trong lòng, cố tình đứng ở gần đó chờ Ngô Bình xuất hiện. Hắn ta vừa dứt lời thì bình thiên địa càn khôn bỗng phát ra một luồng sáng tím, luồng sáng phóng đến, cơ thể Ngô Bình bỗng thu nhỏ lại rồi bay về phía miệng bình, hơn nữa, càng gần miệng bình thì anh càng biến nhỏ lại. Khi bị luồng sáng tím chiếu vào, Ngô Bình vốn muốn thoát ra nhưng sau đó lại mặc cho luồng sáng tím kéo anh vào trong bình. Khi vào trong bình, xung quanh đều là nước nồng nặc mùi thối rửa, không khí cũng tràn ngập sương khói mùi thối rửa. Có điều, thứ này không ảnh hưởng gì đến anh bay lên, tìm kiếm trận pháp trong bình. Lúc này, tên Lư Quan Phong đó nhốt Ngô Bình vào trong bình xong thì cười lạnh lùng, nói, không biết tự lượng sức. Sau đó, hắn ta cất chiếc bình vào rồi bay về nhà họ Lư. Chiếc bình đấy là bảo vật quý nhất của nhà họ Lư. Hắn ta không thể mang theo bên mình mà nhất định phải trả về lại. Nhà họ Lư là một thế lực lớn của Hồng Hoang, gia tộc có rất nhiều cao thủ, lão tổ của nhà họ Lư là cao thủ cấp đạo tổ. Chiếc bình nhanh chóng được đặt vào trong kho báu của nhà họ Lư, kho báu là không gian bí mật, chỉ có lão tổ nhà họ Lư mới có thể ra vào, tất cả báu vật của nhà họ Lư đều được cất ở đây. Sau khi cất chiếc bình vào thì không gian cũng được đóng lại. Lúc này, Ngô Bình đang tìm nơi phát ra ánh sáng tím ở bên trong, anh cảm giác luồng sáng tím đó rất kỳ lạ, không ngờ lại có thể khiến con người thu nhỏ lại, nhất định có trận pháp vô cùng thần bí bên trong. Cuối cùng anh cũng dùng phép nhìn thấu vạn vật tìm ra được nơi giấu trận pháp. Trong trận pháp có một viên ngọc màu tím, to bằng hạt đào, ánh sáng tím là do nó phát ra. Anh cầm viên ngọc đó lên, trận pháp liền rung chuyển, cơ thể anh lập tức biến to ra. Rắc rắc. Chiếc bình vỡ vụn, anh cũng chui ra khỏi chiếc bình, trở về lại trạng thái bình thường. Anh nhìn ngang nhìn dọc thì phát hiện chỗ này là kho báu, khắp nơi chất đầy vật báu, dược liệu, đan dược, thậm chí còn có hơn 200 tỷ tiền đạo. Mắt anh sáng lên, anh vung tay, quét hết những thứ đó vào động thiên của mình, sau đó đấm vỡ không gian, quay về tiên giới. Lúc này,
một người đàn ông trung niên đang nói chuyện với Lư Quan Phong bỗng thay đổi sắc mặt, ông ta đến không gian của bảo tàng với tốc độ tia chớp nhưng lại phát hiện mọi thứ trống không, tất cả bảo vật đều không cánh mà bay. Lúc Ngô Bình rời khỏi đại lục Hồng Hoang thì nghe thấy tiếng hét giận dữ từ phía nhà họ Lư truyền đến, vô cùng đau đớn. Anh nào biết, số báu vật đó là tâm huyết tích góp cả đời mới có được của lão tổ nhà họ Lư, kết quả lại mất hết, nghĩ cũng biết ông ta đau đớn đến nhường nào. Anh quay về đến cửa hàng đưa đan dược cho Đào Như Tuyết bày ở các sảnh. Vì diện tích của cửa hàng rất lớn nên cần phải có bảo vệ gác cổng, anh quyết định bứt phá lên chí binh chủ cảnh rồi tạo ra một nhóm thánh binh. Trước lúc đó, Thái Nhất Hoàng cực kinh của anh đạt đến cảnh giới tạo linh tầng 19, tạo ra linh binh. Kinh nghiệm này có ý nghĩa tham khảo cực lớn cho anh trong việc hướng tới thánh chủ. Bây giờ anh đã là cảnh giới thánh võ đại thánh sơ kỳ, mặc dù vừa đạt đến cảnh giới thứ hai tự thành thiên địa nhưng chuyện này không ảnh hưởng đến việc anh đột phá lên binh chủ cảnh. Ở binh chủ cảnh, anh vẫn có thể tiếp tục tu luyện 5 cấp còn lại của thánh võ cảnh. Trong thánh đường có thay đổi huyền diệu, thánh lực tạo hóa, sinh ra một loại chiến sĩ còn mạnh hơn cả linh binh, là thánh binh. Toàn bộ thánh binh đều có hình dạng con người, cao 2 mét, uy phong lẫm liệt, toàn bộ đều có thực lực đạo quân. Đương nhiên, đấy chính là thánh quân cao cấp được Ngô Bình tạo ra, sau này anh còn sẽ tạo ra thánh quân trung cấp và sơ cấp. Số lượng thánh quân cao cấp có hạn, chủ yếu dùng để trông chừng tiệm thuốc. Ngô Bình cảm thấy sức mạnh của mình không ngừng bị tiêu hao, 300 vị thánh binh nối tiếp nhau được sinh ra trong thánh đường. Sau đó, anh sắp xếp 300 thánh binh ở mỗi quầy hàng để trông chừng đan dược, canh gác tiệm thuốc. Thời gian còn lại anh dùng để luyện đan. Mặc dù Lạc Ngưng Đan đã cho anh rất nhiều đan dược nhưng anh cũng có món sở trường của mình, anh muốn luyện thêm một ít, như vậy thì ngày khai trương mới gây được tiếng vang cho khách hàng. Anh lại đến động thiên của Dược Tổ, trước đó, anh đã có được 3 loại tiên đan do Dược Tổ luyện chế trong hư tiên cảnh, là Thái Chân Đan của cảnh giới chân tiên, Đại La Kim Đan của Đại La Cảnh và Chân Linh Đan. Phần lớn đan dược được Ngô Bình luyện chế đều tốt hơn đan dược của Dược Tổ năm xưa. Lần này anh đến lại anh đã thấy được đan dược do Dược Tổ luyện chế khi trở thành đạo tổ sơ kỳ, chỉ có 1 viên. Viên đan này là năm xưa, khi trở thành đạo tổ, Dược Tổ có cảm hứng, dựa vào cổ đan luyện chế ra, có tên là Thái Huyền Ngộ Đạo Đan, đại đạo quân uống loại đan này lúc đột phá có thể nâng cao khả năng thành công trở thành đạo tổ. Anh dùng tu vi đại thánh luyện chế Thái Huyền Ngộ Đạo Đan là rất thích hợp, anh đã thành công ngay từ mẻ đầu tiên, luyện thành đan nhất phẩm. Đến mẻ thứ hai thì đạt đến đế phẩm, đến mẻ thứ ba thì đạt đến cấp truyền kỳ. Anh luyện liên tiếp 3 mẻ thì khởi động đan dược do Dược Tổ luyện chế khi là đạo tổ hậu kỳ, đấy cũng là phòng đan cuối cùng mà Dược Tổ để lại. Bên trong có rất nhiều đan dược, gồm 65 loại, hơn nữa đều không chỉ có 1 viên. Anh nhìn thấy số đan dược này thì cũng không kìm được mà phải cảm thán về sự tài giỏi và phi phàm của Dược Tổ. Dược Đồng Mục Vũ trong động thiên lại xuất hiện, nói chủ nhân, cậu đã học được tất cả truyền thừa từ Dược Tổ, đây là một số đan dược được Dược Tổ luyện chế, những chỗ khác còn dược liệu được Dược Tổ cất giữ. Ngô Bình hỏi, Mục Vũ, bây giờ Dược Tổ đang ở đâu? Mục Vũ, thời cơ thích hợp, cậu có thể đến gặp ông ấy rồi. Ngô Bình gật đầu, được, thời gian này nhất định tôi phải đến thăm hỏi Dược Tổ, Vu Tổ, Huyết Tổ. Ngô Bình mang theo dược liệu, đan dược quay về cửa hàng. Còn 2 ngày nữa là đến ngày mở cửa, anh chính thức đặt tên cho cửa hàng là Thái Nhất Các, chủ yếu kinh doanh đan dược. Liễu Chí Mưu tiến đến, nói công tử, nhà họ Ngân đã tuyên truyền rộng rãi trên mạng tiên, 2 ngày anh không có ở đây, đã có rất nhiều người đến, nhưng tôi không cho họ vào, chỉ tiếp đãi bên ngoài sân. Ngô Bình nói, họ không kiềm được sự tò mò. Liễu Chí Mưu, công tử, tối nay có một buổi tiệc đan đạo lớn, chúng ta có cần đem theo ít đan được đến tham gia để quảng cáo thêm không? Ngô Bình bình thản đáp, một khi Thái Nhất Các của chúng ta mở cửa làm ăn thì hội đan đạo đó còn có tác dụng gì? Không đi. Liễu Chí Mưu cười, đáp công tử nói chí lý. Chỉ công tử, hôm qua có một cô gái tìm đến vì ngưỡng mộ, cứ muốn gặp anh. Cô ấy không chờ được anh nên đã quay về, nói là hôm nay sẽ đến nữa. Ngô Bình rất bất ngờ, cô ấy là ai? Tìm tôi làm gì?
Chỉ U lắc đầu, cô gái ấy không nói, chắc lát nữa sẽ lại đến. Chỉ U vừa dứt lời thì có người làm dắt một cô gái xinh đẹp đến, người làm nói, ông chủ, có cô Kim xin gặp ạ. Ngô Bình quan sát cô gái họ Kim đó, cô ấy mặc chiếc váy vàng nhạt, đôi mắt xinh đẹp khiến người nhìn không thể rời mắt. Cô ấy mỉm cười, dịu dàng chào Ngô Bình, Kim Song Nhi chào công tử. Ngô Bình, cô Kim quen tôi sao? Kim Song Nhi cười, nói, nghe nói công tử rất giỏi đan đạo, Song Nhi đến để bái sư học nghệ. Chỉ U nghe xong thì không kìm được, nói cô Song Nhi, chắc cô nghĩ nhiều quá rồi. Công tử là đan vương nhất phẩm, không phải ai cũng có thể nhận làm thầy. Kim Song Nhi cười, nói, nhưng tôi có tư chất luyện đan cực kỳ tốt, nhất định công tử sẽ đồng ý nhận tôi làm học trò. Ngô Bình nghe xong thì bật cười, hả, tư chất đan đạo của cô tốt hả, làm sao để chứng minh? Kim Song Nhi nghiêm túc nói, chỉ cần công tử dạy tôi luyện đan, tự khắc sẽ biết tôi thông minh thế nào. Liễu Chí Ngưu lắc đầu. Cô gái này xinh đẹp nhưng lại quá tự mãn, thiên tài tài giỏi thế nào cũng không dám tự xưng mình thông minh trước mặt đan vương. Kim Song Nhi, công tử không tin sao? Ngô Bình, tôi không tùy tiện phán đoán những chuyện mình chưa hiểu rõ. Kim Song Nhi, nói vậy là công tử đồng ý nhận tôi làm đồ đệ rồi. Ngô Bình tằng hắng, cô Kim, nếu như cô thật sự muốn học luyện đan, vậy tạm thời hãy ở lại làm đồng tử luyện đan. Nếu cô bằng lòng thì ở lại, còn không thì cũng không sao, có thể tiếp tục đi bái sư học nghệ. Kim Song Nhi cười, nói có thể luyện đan thì được rồi. Công tử nhất định sẽ phát hiện tôi có thiên phú luyện đan. Ngô Bình nói với chỉ U, sắp xếp cho cô Kim đi. Vâng, công tử, chỉ U đáp. Ngô Bình không quan tâm lắm đến cô Kim xinh đẹp này, anh quay ra sau với Tiên Nhi. Đào Như Tuyết không ở đó, Tiên Nhi nhớ mẹ, khóc đòi Đường Tử Di đưa cô bé qua, giờ đang chạy quanh cửa hàng. Lúc Ngô Bình đến thì Tiên Nhi đang cầm một viên đại la kim tiên, coi như banh bóng mà ném xuống sàn chơi đùa, một đám người đuổi theo sau gọi bà cô nhỏ của tôi ơi tiểu tổ tông ơi nhưng chẳng thể nào đuổi kịp cô bé. Ngô Bình vội ôm lấy Tiên Nhi, nói Tiên Nhi, khó khăn lắm bố mới luyện được đấy, đừng vứt nữa. Tiên Nhi cười hi hi. Nói, bố, mẹ không cho con ra ngoài chơi, bố có thể dắt con đi không? Ngô Bình hỏi, con muốn đi đâu chơi? Tiên Nhi khá dễ tính, nói, đâu cũng được ạ. Ngô Bình thường rất ít khi chơi được với trẻ con, nhưng lại không nỡ từ chối, được, chúng ta ra ngoài chơi. Anh gọi thêm Đào Như Tuyết, dắt con gái đến con phố tấp nập, phố ở đế đô vừa sạch vừa rộng, hai bên có đủ không gian để bày sạp. Chơi có, ăn có, mặc có, thứ gì cũng có. Ngô Bình đi được một đoạn thì nhìn thấy một quầy nặn đường. Người nặn đường đó là thần tiên, người đường được anh ta nặn rất đẹp, có cô gái xinh đẹp, cũng có công tử anh Tuấn, có chó con dễ thương và cả hổ dũng mãnh. Hơn nữa, những người bằng đường này đều sinh động như thật, có thể tự chuyển động, thậm chí còn biết ca hát nhảy múa. Việc này cực kỳ thu hút trẻ con. Trẻ em bao vây chật như nêm để xem, nhưng con cái nhà bình thường làm gì có tiền mua, chỉ có thể đứng xem cho đỡ hiền thôi. Tiên Nhi lập tức không đi nữa, kinh ngạc thốt lên, kẹo tạo hình đẹp quá. Ngô Bình cười nói, Tiên Nhi thích thì bố sẽ mua cho con. Đi đến quầy hàng, anh hỏi, chủ quầy, kẹo mạch nha này bán thế nào? Chủ quầy cười đáp, hình nhỏ thì 300 đồng thần long, hình lớn thì 2.000. Dù nơi này là đế đô, thì một bữa cơm của người bình thường cũng chỉ tiêu xài từ 3 đến 5 đồng thần long thôi. Kẹo mạch nha tạo hình này có giá tận 300, con cái của gia đình tu sĩ bình thường khó lòng mua được. Ngô Bình khẽ gật đầu, nói với Tiên Nhi, con thích cái nào thì chọn đi. Tiên Nhi muốn một con sư tử màu trắng, một con hổ nhỏ màu đỏ, bốn người đẹp, hai con chó con và một vài con gà, con vịt, con cừu. Gom tất cả lại là có thể mở một trang trại rồi. Sau đó cô bé còn yêu cầu làm lại ba hình người nho nhỏ, bao gồm bố, mẹ và cô bé, cả nhà vui vẻ sống ở trang trại. Tiên Nhi muốn mua khá nhiều, nên gia đình ba người họ đứng đó chờ. Lúc này, một cậu nhóc chừng 7, 8 tuổi dẫn người hầu đến. Nhìn thấy kẹo tạo hình, cậu ta lập tức xô đẩy đám đông, khiến mấy đứa trẻ con đều ngã xuống đất.
Nhận ra người vừa xuất hiện, mấy đứa trẻ lập tức chạy đi như thể gặp phải ác quỷ. Thằng nhóc đứng trước mặt Tiên Nhi, bảo rằng, làm cho tôi một người đẹp không mặc quần áo. Người tạo hình kẹo sững sờ, thưa cậu, cô bé này đang đợi, tôi phải làm cho cô bé trước. Thằng nhóc xa sầm mặt, dám bảo tôi chờ, có tin tôi đập nát quầy hàng này không? Tuy người bán kẹo là thần tiên, nhưng ở đế đô này thật sự chẳng là gì, vội vàng nói, xin cậu nguôi giận, để tôi hỏi xem sao. Anh ta nhìn sang Ngô Bình bằng ánh mắt cầu cứu. Ngô Bình không có ý kiến gì, chờ một tí là được, anh cũng không muốn chủ quầy khó xử. Tiên Nhi khẽ khịt mũi, cô bé rất ghét thằng nhóc này, thật bất lịch sự, bèn bảo, bố ơi, con muốn mua mấy cái đã được làm xong thôi ạ, phần còn lại không cần nữa. Ngô Bình mỉm cười, ừ. Anh định cầm kẹo lên thì bị thằng nhóc kia giật mất con hổ, chính là cái mà Tiên Nhi mua. Cậu ta nhìn sơ qua một cái, con hổ này chẳng oai phong tí nào. Để tôi ăn nó, nói xong, cậu ta cắn một miệng vào đầu con hổ. Ngô Bình cau mày, cậu nhóc, nó là của con gái tôi, sao lại ăn lung tung vậy hả? Thằng nhóc trừng mắt, ăn của mấy người thì đã làm sao? Biết tôi là ai không? Cút! Thấy cậu ta không biết lý lẽ, còn dám nói bố mình, Tiên Nhi giận dữ lên tiếng, đồ không có giáo dục. Thằng nhóc kia cả giận, giơ chân đá Tiên Nhi. Tuy Tiên Nhi còn nhỏ tuổi nhưng rất khỏe, phản ứng lại nhanh. Cô bé hơi lùi về sau để tránh đòn, sau đó đá cậu ta lùi lại mấy bước liền. Cú đá này không hề nhẹ chút nào. Thằng nhóc đau đớn ôm bụng, ui ra, mày dám đá tao, tao sẽ bảo bố tao giết hết chúng mày. Tùy tùng đứng sau cậu ta đều cả kinh, thẳng thừng vung tay tát Tiên Nhi. Bọn họ đều là cao thủ cấp hư tiên, thần tiên, thế mà lại ra tay với một cô bé mới mấy tuổi. Ngô Bình là người dễ chịu, chuyện nhỏ có thể nhịn, nhưng kẻ nào dám làm con gái anh bị thương chính là chạm vào vảy ngược của anh, sát khí lập tức xuất hiện. Bạch quang lóe lên, hai kẻ vừa ra tay lập tức bốc hơi khỏi thế gian, chỉ còn lại mùi cháy thoang thoảng. Những người còn lại đều sợ ngây người, la hét ầm ĩ rồi ngoái đầu bỏ chạy, kéo cả thằng nhóc kia theo. Chủ quầy hàng khẽ thở dài, tôi biết cậu nhóc kia. Đó là gia tộc mới từ bên ngoài khuyên giới chuyển đến, người nào trong tộc cũng hống hách cả. Lúc họ mới đến đây đã nảy sinh xung đột với một gia tộc lớn, kết quả là diệt cả tộc người ta chỉ trong một ngày. Từ đó về sau, người nhà họ đã chiếm rất nhiều địa bàn, mấy con phố lân cận đều do nhà họ quản lý. Ngô Bình nhẹ nhàng bảo, chủ quầy, đây là chuyện của tôi, không liên quan đến anh, tiếp tục bán kẹo đi. Thấy Ngô Bình không nghe mình khuyên. Chủ quầy lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Quả nhiên, sau khi món kẹo tạo hình cuối cùng được làm xong thì có một đám người ùn ùn kéo đến. Dẫn đầu là một thanh niên ngoài 20, chưa đến 30 tuổi, có lẽ đây là tuổi thật ban đầu, chứ không phải là người có tu vi cao nên không rõ tuổi tác. Người này còn trẻ mà khí tức đã ngang tàng, trên người có một luồng khí tức của Đoạt Thiên. Nói cách khác, đây chính là một Đoạt Thiên tiên tôn. Thanh niên ôm thằng nhóc kia vào lòng, hỏi rằng, ai đánh em? Cậu ta chỉ vào Ngô Bình, người đó. Bọn chúng đều đánh em, anh mau đánh chết chúng đi. Thanh niên xa sầm mặt, nhìn Ngô Bình bằng ánh mắt sắc lạnh, gần từng chữ quỳ xuống, tự sát. Vợ con của mày sẽ đến phủ nhà tao làm đầy tớ. Vẻ mặt Ngô Bình vẫn rửng rưng, lãnh đạm nói, sống không tốt sao? Hà tất phải ra đây tìm cái chết chứ? Đào Như Tuyết bế Tiên Nhi vào lòng, không để cô bé nhìn. Thanh niên cười khẩy, kẻ sắp chết kia, mày có thể kiêu ngạo. Nhưng khi chết, mày sẽ biết bây giờ nói gì cũng là thừa thãi. Ngô Bình nói, mày tự cắt lưỡi thì có thể tránh được cái chết. Thanh niên nọ cười điên cuồng, bất ngờ vung nắm đấm ra. Trên nắm đấm có 5 lớp tiên quang, lớp nào cũng ngập tràn uy lực. Cú đấm này của hắn có thể dễ dàng giết chết một đạo quân. Nhưng kẻ hắn gặp là Ngô Bình. Đừng nói là Ngô Bình của hiện tại, dù là Ngô Bình trước khi vào cảnh giới Đoạt Thiên, cũng có thể giết hắn chỉ trong tích tắc. Bây giờ anh đã đạt đến cảnh giới thiên mệnh sau Đoạt Thiên, còn trở thành đại thánh, chân hầu, tu luyện rất nhiều công pháp mạnh. Vì thế, trước mặt Ngô Bình, hắn hệt như loài run rế, thậm chí ngay cả run rế cũng không bằng.
Nắm đấm vừa vung ra nửa tấc, Ngô Bình liền đưa ngón tay ra, điểm nhẹ vào nắm tay hắn. Động tác của anh rõ ràng không nhanh, ngay cả trẻ con cũng nhìn thấy rõ. Nhưng kỳ lạ là thanh niên kia hoàn toàn không tránh được, tựa như thế giới trở nên chậm đi vậy. Cái điểm nhẹ này khiến thanh niên run rẩy toàn thân, cơ thể lập tức hóa đá. Đây chính là một trong những thần thông mà anh tu luyện, thuật hóa đá. Anh bỏ tay xuống, thanh niên đã biến thành tảng đá, đá vẫn còn hơi ấm. Gương mặt hóa đá ấy ngập tràn vẻ kinh hãi. Những người còn lại cả kinh, có kẻ kêu lên, dám đả thương cậu Tư nhà bọn tao. Mày chết chắc rồi. Dừng. Anh khẽ thốt ra một chữ, kẻ vừa mắng mỏ đột nhiên bất động. Cháy. Nói thêm một chữ nữa, kẻ đó bỗng nhiên bốc cháy thành cho ngay trước mặt mọi người. Ngô Bình còn chẳng buồn nhìn đến những người còn lại lấy một lần, bế Tiên Nhi lên, tiếp tục dạo phố. Họ đến một tiệm bán bánh ngọt. Bánh ngọt ở đây đến từ các khuyên giới, thế giới khác nhau, vừa đẹp mắt vừa ngon miệng. Vừa bước vào, Tiên Nhi đã kinh ngạc hô lên. Đẹp quá, bố ơi, chúng ta mua về cho anh chị ăn được không ạ? Ngô Bình rất vui, cười đáp, Tiên Nhi ngoan quá, biết dành phần ngon cho các anh chị. Được, vậy chúng ta chọn vài món nhé. Tiên Nhi gật đầu, đi đến trước một phần bánh ngọt, phát hiện ở đây có một hộp bánh chuyên dành cho khách nếm thử. Cô bé bèn lấy một miếng ra ăn thử, cười nói, bố ơi, ngon quá. Một cô gái đứng bên cạnh, nhìn thấy Tiên Nhi ăn thử bánh, thoáng cau mày, trông chừng con cho kỹ vào. Bánh ở đây đắt lắm đấy, đừng thử rồi lại không mua nổi. Chủ của chúng tôi là nhân vật lớn ở đây đấy, các vị không thể đắc tội đâu. Đào Như Tuyết nhướng mày, mở cửa làm ăn, bánh ở đây chẳng phải để khách ăn thử sao. Bánh ngọt ở đây quý hiếm, đến từ các thế giới khác nhau, nên rất đắt, không phải loại mà người bình thường có thể ăn được. Không nhiều người có thể đến nơi này. Cô gái bán hàng không có mắt nhìn, thấy Ngô Bình không dẫn theo tùy tùng, lại chẳng có khí thế gì, bèn xem họ là người bình thường, ăn nói rất khó nghe. Nghe Đào Như Tuyết phản bác, cô ta lập tức nổi giận, ăn không nổi thì ra ngoài đi. Đừng ở đây nói vớ vẩn với tôi, chớ thấy tôi bán bánh ngọt mà lầm, tôi không phải hạng tôm tép mà các người có thể chọc vào đâu. Đào Như Tuyết cười khẩy, thứ hợm mình. Gọi quản lý tiệm ra đây. Cô ta đảo mắt, quản lý tiệm của chúng tôi là người mà cô có thể gặp sao? Ngô Bình cũng có phần bực dọc, trầm giọng nói, quản lý tiệm. Tiếng gọi của anh có vận chút công lực, khiến cả cửa tiệm đều run sợ. Một quản lý vội chạy ra, vừa gặp anh đã cúi người thật sâu, anh có gì căn dặn ạ? Vừa nghe đã biết người bình thường không thể phát ra giọng nói như Ngô Bình. Năng lực của anh cực kỳ mạnh. Một quản lý tiệm nhỏ bé tuyệt đối không thể động vào. Cô gái bán hàng giật mình, trong lòng có cảm giác chẳng lành. Ngô Bình hờ hững bảo, nhân viên hợm hĩnh bảo tôi không mua nổi bánh ngọt trong tiệm. Các người đối xử với khách hàng như thế à? Quản lý toát mồ hôi lạnh, vội vàng đáp, thật lòng xin lỗi anh. Tôi sẽ lập tức trách phạt và đuổi cô ta ra khỏi tiệm, không bao giờ tuyển dụng nữa. Cô gái kia cuống cuồng quỳ sụp xuống đất, thưa anh, thưa quản lý, tôi sai rồi, xin đừng phạt tôi. Gương mặt quản lý tiệm đã tối sầm, người đâu, lôi cô ta đi. Hai người đàn ông lực lưỡng lôi cô ta ra ngoài như lôi một con chó chết. Đoạn, quản lý tiệm cười nói, thưa anh muốn mua gì cứ việc chọn ạ. Tôi sẽ giảm giá 30% cho anh. Tiên Nhi tiếp tục chọn món bánh ngọt yêu thích, quản lý thì cẩn trọng đi theo họ. Lúc này, có một giọng nói vang như tiếng sấm rền vọng tới từ ngoài cửa tiệm, kẻ nào đã giết em tao? Lăn ra đây ngay. Nghe thấy giọng nói này, quản lý tiệm biến sắc, đây là đại ca nhà họ Hùng. Kẻ nào to gan dám động đến nhà họ Hùng thế nhỉ? Lúc này Ngô Bình bèn lên tiếng, thanh âm không lớn nhưng lại át được giọng nói ngoài kia, lăn vào đây cho tôi. Một người đàn ông cao to đang đứng trên đường gào thét. Không ngờ vừa nghe được lời của Ngô Bình đã ngoan ngoãn lăn vào trong cửa tiệm, còn lăn đến trước mặt Ngô Bình. Nhìn thấy cảnh tượng này, quản lý tiệm bàng hoàng, sững sờ nhìn người đàn ông cao to đang nằm dưới đất. Hắn ta có bộ râu màu xanh nhạt, màu mắt tím đỏ, vùng vẫy cố đứng dậy mà bất thành, chỉ đành nằm mãi dưới đất, chật vật ngẩng đầu mới trông thấy Ngô Bình.
bây giờ hắn ta mới biết chênh lệch giữa mình và đối phương lớn đến mức nào. Sắc mặt rất tệ, vẻ hống hách tự đại trước đó đã biến mất, hắn ta hít một hơi sâu rồi nói, anh bạn, trước đó là chúng tôi đã mạo phạm, xin hãy cho tôi đứng dậy. Ngô Bình lãnh đạm đáp, chuyện cũng chẳng có gì, chỉ là trẻ con nhà họ Hùng các người giật kẹo của con gái tôi. Giật đồ rồi còn đả thương người khác, ra tay độc ác. Tuổi cũng không còn nhỏ nữa, lẽ ra nên được dạy dỗ cách làm người. Song nhà các người không chỉ không xin lỗi, còn hung hăng kéo đến đòi giết tôi. Kẻ làm em bị tôi trừng trị rồi thì kẻ làm anh xuất hiện, sau khi tôi giết anh, liệu có nhảy ra thêm một kẻ già hơn không? Người đến đây chính là anh cả nhà họ Hùng. Hắn ta hít một hơi sâu, cảm nhận được sức mạnh không thể bị đánh bại của anh, lập tức cầu xin, thưa anh, đều là lỗi của chúng tôi. Anh khoan dung độ lượng, có thể tha cho chúng tôi một lần không? Quản lý tiệm nuốt nước bọt, mặt trắng bệch, nếu ban nãy không nhờ mình có thái độ tốt thì e rằng bây giờ cũng phải quỳ xuống xin tha như thế này rồi nhỉ? Ngô Bình hờ hững bảo, tha cho các người. Nếu trước đó tôi không đủ sức chống trả, liệu người nhà họ Hùng có tha cho gia đình ba người chúng tôi không? Trong lòng các người, bạo lực chính là lý lẽ. Thế thì tôi sẽ dùng bạo lực để nói lý với các người. Anh giẫm lên lưng hắn ta. Đối phương lập tức biến dạng, thu nhỏ lại rồi biến thành chó. Đúng thế, hắn ta đã biến thành một con chó mực rất lớn. Ngô Bình bảo, muốn trở về hình dáng ban đầu thì chuẩn bị 200 tỷ tiền đảo. Dĩ nhiên, nếu các người không phục thì có thể cử thêm cao thủ đến đây. Tôi chờ chỉ giáo. Con chó mực sững sờ, sủa gâu gâu mấy tiếng rồi ngoảnh đầu chạy ra ngoài. Quản lý tiệm bánh đứng bên cạnh lau mồ hôi, thưa anh, tầng trên còn có một số loại bánh quý hiếm. Anh có muốn lên xem không ạ? Anh hỏi tiên nhi, con có muốn xem thử không? Tiên nhi rất vui, muốn ạ. Bánh ngọt trên tầng không phải ai có tiền cũng mua được, phải là người có địa vị nhất định, quản lý mới giới thiệu cho họ mua. Cuối cùng, Tiên Nhi và Đào Như Tuyết chọn được 25 loại bánh ngọt, mỗi loại mua vài phần để mang về tặng cho người thân và bạn bè. Khi thanh toán, quản lý vui vẻ giảm giá 50%. Dù vậy, giá bánh vẫn khá cao. Ngô Bình vừa ra khỏi tiệm thì nhìn thấy con chó mực kia đang chờ anh ở cửa. Ngoài ra còn có một ông lão thấp người. Ông lão ôm quyền, đạo hữu, thật xin lỗi vì chuyện lúc nãy. Con trai tôi không hiểu chuyện, đã làm anh phật lòng, xin lượng thứ. Tôi đã mang đủ 200 tỷ tiền đạo, mời anh kiểm tra. Đoạn, ông lão đưa một chiếc túi cho Ngô Bình bằng cả hai tay. Không phải là người nhà họ Hùng sợ rắc rối, mà là vì bọn họ chưa từng nghe đến kỹ năng biến một cao thủ cấp đạo tổ thành chó. Nếu biến người bình thường thành chó thì ông ta cũng làm được. Nhưng biến con trai cả của ông lão thành chó thì quá khủng khiếp, ngay cả ông ta cũng không làm được. Kẻ mạnh của nhà họ Hùng xuất hiện tầng tầng lớp lớp, thực lực đều rất mạnh, nhưng năng lực càng mạnh thì càng biết tôn trọng kẻ mạnh, kính nể kẻ mạnh. Ngô Bình cầm lấy túi, bên trong có đúng 200 tỷ tiền đạo. Đây là một khoản tiền khổng lồ, đối với thế lực như nhà họ Hùng cũng sẽ tổn thương gân cốt. Cất túi vào, anh nhẹ nhàng nói, đứng dậy đi. Dứt lời, con chó mực kia lăn một vòng tại chỗ rồi trở về hình dáng ban đầu. Ông lão thở phào, đoạn ngoắc tay ra phía sau. Thằng nhóc định đánh Tiên Nhi ban nãy vừa cúi gằm mặt vừa tiến lại gần. Ông lão trầm giọng, bố vẫn luôn dạy con ra ngoài hành sự không được kiêu căng, nhưng con đã làm gì? Hôm nay, nếu không nhờ vị này không so đo với trẻ con thì con đã giống anh tư của con rồi. Nói đoạn, có người khiêng một tảng đá đến, chính là thanh niên đã bị Ngô Bình hóa đá. Đào Như Tuyết nhẹ giọng bảo, chồng à, thôi kệ, tha cho anh ta một lần đi. Ngô Bình hừ giọng, phất tay một cái, người đá kia liền thoát khỏi trạng thái hóa đá, trở về thân thể bằng xương bằng thịt ban đầu. Những người còn lại đều đến kiểm tra, cũng may, sau vài nhịp thở gấp, người đá đã nhanh chóng khôi phục như bình thường. Sắc mặt hắn rất tệ. Định lao về phía Ngô Bình nói gì đó thì đã bị ông lão tát một cái ngã xuống đất. Ông lão gầm lên, thằng con khốn kiếp, vẫn không biết sống chết à. Quỳ xuống, xin lỗi người ta ngay. Hai lớn một nhỏ, ba anh em cùng quỳ xuống trước mặt Ngô Bình. Vẻ mặt anh không chút cảm xúc, nhận tiền rồi,
tôi cũng không làm khó các người nữa, đến từ nơi nào thì trở về nơi đó đi. Ông lão vội nói, được, chúng tôi đi ngay. Sau khi người nhà họ Hùng rời đi, Ngô Bình tiếp tục đưa Tiên Nhi dạo phố. Họ hòa vào dòng người, không hề gây chú ý. Mua xong cả đống đồ chơi và đồ ăn thì trời đã chạng vạng tối. Ở ngay phía trước có một nhà hàng, còn là nơi rất cao cấp. Đào Như Tuyết hỏi, Tiên Nhi, chúng ta ăn tối xong rồi về nhà nhé con. Tiên Nhi gật đầu, bố mẹ đã đi chơi với Tiên Nhi cả ngày rồi, vậy chúng ta ăn tối rồi hẵng về ạ. Ngô Bình cười bảo, được, Tiên Nhi muốn ăn gì thì lát nữa cứ thoải mái gọi nhé. Lên tầng, Ngô Bình gọi vài món mà Đào Như Tuyết và Tiên Nhi thích ăn. Nhờ thính lực tốt, anh nghe thấy tiếng trò chuyện của toàn bộ khách ở nhà hàng. Nhân lúc rỗi rãi, anh bèn dùng năng lực này để dò la thông tin, tìm hiểu tình hình đế đô. Lúc này, có vài tu sĩ ở phòng khác đang bàn luận về chuyện đấu giá đan dược ở hội đan đạo. Anh Lam, nghe nói đại hội đấu giá lần này sẽ bán đấu giá một số đan dược kỷ nguyên. Ừ, có điều đan dược kỷ nguyên do những thầy luyện đan của kỷ nguyên trước luyện chế ra, phẩm chất cao thì cao đấy, nhưng chưa chắc thích hợp với chúng ta. Vậy nên mua loại đan dược này cũng cần vận may. Nghe nói đan dược kỷ nguyên lần này đến tức một kỷ nguyên có trình độ luyện đan cực kỳ cao, tên là kỷ nguyên dược. Đan dược của kỷ nguyên dược dĩ nhiên không hề tầm thường. Thì cũng có ích gì đâu, loại đan dược này mà được tặng miễn phí thì anh dám uống không? Người kia đáp, tuy tôi không dám uống nhưng có thể mang đi nghiên cứu mà. Thôi, nguyên lý luyện đan của các kỷ nguyên khác nhau đều có sự khác biệt, hơn nữa anh cũng chẳng phải thầy luyện đan, nghiên cứu ra được gì cơ chứ. Nghe được mấy câu này, Ngô Bình liền hứng thú hẳn, không ngờ lại có đan dược của kỷ nguyên trước. Anh nghe thêm một lúc nữa rồi quyết định tối nay sẽ đến đó xem thử. Vui chơi cả ngày, ăn cũng no nê, Tiên Nhi mới ngoan ngoãn về nhà ngủ. Ngô Bình bảo Đào Như Tuyết trông con, sau đó cùng Liễu Chí Mưu đến hội đan đạo. Vé vào hội đan đạo khá đắt, Liễu Chí Mưu tốn một khoản lớn, còn phải nhờ một người quen ở đế đô mới lấy được vé. Sau khi cầm vé vào trong, Ngô Bình nhìn thấy rất nhiều phòng triển làm đan dược, mỗi thế lực đan đạo nhận khoán một phòng triển lãm, và trưng bày một số đan dược của mình ở đó. Phòng triển lãm đầu tiên có diện tích lớn, trong đó có mấy trăm loại đan dược. Nhưng Ngô Bình nhìn sơ qua lại chẳng thấy có gì đặc biệt, phẩm chất cũng bình thường. Viên đan dược tốt nhất trong số đó cũng chỉ miễn cưỡng đạt vương phẩm. Đan dược cùng loại mà được anh luyện chế thì rất dễ đạt đến cấp truyền kỳ. Liễu Chí Ngưu cũng khẽ lắc đầu, thưa cậu, đan dược của nhà này quá bình thường, thiếu thầy luyện đan giỏi. Ngô Bình cười bảo, nhưng phòng triển lãm của bọn họ rất lớn. Liễu Chí Ngưu nói, phòng triển lãm lớn có tác dụng gì đâu. Phòng triển lãm đặt ở cửa ra vào thế này, thường do thế lực nhỏ nhận thầu. Phòng triển lãm của những môn phái luyện đan giỏi thật sự đều nằm ở bên trong. Ngô Bình hỏi, ông Liễu này, ai tổ chức hội đan đạo này vậy? Liễu Chí Ngưu đáp, một nhóm môn phái luyện đan hợp sức với các thế lực cùng tổ chức, mục đích là kiểm soát thị trường đan dược và độc quyền kinh doanh. Ngô Bình hỏi, ngày xưa, khi là thầy luyện đan năm sao, ông cũng hợp tác với họ à? Liễu Chí Ngưu gật đầu, là thầy luyện đan, rất khó lòng không qua lại với họ. Ngày xưa, đan dược do tôi luyện chế hầu hết đều bán qua tay họ, tự tôi bán thì không nhiều. Sau này chắc chắn họ cũng sẽ tìm cậu. Ngô Bình nói, bọn họ đã hình thành nhóm lợi ích, nếu không hợp tác với họ, e là khó sống. Liễu Chí Ngưu bảo, năm xưa quả thật tôi không thể đối chọi với họ. Nhưng cậu thì khác, cậu có năng lực mạnh, lại là đan vương nhất phẩm, hoàn toàn có thể trấn áp nhóm người này. Khoan nói những cái khác, chỉ cần danh hiệu đan vương lộ ra, tất cả thế lực siêu cấp đều sẽ muốn lôi kéo cậu. Ngô Bình bày tỏ, nếu có thể hợp tác vui vẻ thì không thành vấn đề. Nhưng nếu dám ức hiếp chúng ta thì không cần khách sáo với bọn họ làm gì. Đang nói chuyện, trước mặt anh xuất hiện một quầy hàng có diện tích nhỏ. Chủ quầy bày ra một lượng lớn đan dược đã quá hạn, có một số kết cấu lỏng lẻo, một số viên thì có mùi lạ, một số viên đổi màu. Số đan dược quá hạn này đều được đặt trong lọ thủy tinh riêng. Kẻ đến người đi, song rất ít người nán lại xem.
Đan dược quá hạn chẳng có giá trị gì đối với họ. Thế mà Ngô Bình lại đứng lại, tuy số đan dược này đã quá hạn, nhưng vẫn còn lại một phần dược tính có ích. Có thể dùng những dược tính có ích này để luyện chế đan dược mới. Anh hỏi, ông chủ, số đan dược quá hạn này bán thế nào? Chủ quầy là một tu sĩ trung niên, ông ấy cười nói, anh cứ xem đi. Ngô Bình xem qua, có hơn 1.000 viên đan dược quá hạn, chúng đến từ những thời kỳ khác nhau, có đan dược bình thường, cũng có đan dược cực kỳ quý giá. Anh nói, 1 triệu tiền đạo một cân. Bán theo cân ư, ông chủ do dự, cộng tất cả số đan dược này lại, cũng không quá 30 cân. Liễu Chí Mưu nói, ông chủ, cậu nhà tôi mua về làm phân bón, giá đề xuất này không hề thấp. Nếu ông chủ không đồng ý thì thôi vậy. Chủ quầy biết rõ đan dược quá hạn này rất khó bán, bèn nghiến răng bảo, 1 triệu một cân, bán hết cho anh. Cuối cùng, sau khi cân, tất cả đan dược cộng lại cũng chỉ hơn 28 cân. Ngô Bình trả 28,5 triệu tiền đạo. Sau khi mua đan dược quá hạn, Liễu Chí Mưu tò mò hỏi, cậu à, số đan dược này vẫn còn giá trị chứ? Liễu Chí Mưu cảm thấy đan dược quá hạn cùng lắm chỉ có một chút giá trị nghiên cứu, nhưng cũng không quá cần thiết. Ngô Bình đáp, ừ, tôi có thể chiết xuất một số dược tính trong số đan dược này, chẳng qua làm vậy hơi phiền phức. Liễu Chí Mưu nói, chiết xuất dược dính trực tiếp đúng là rất khó. Những dược tính này đều đã có chút thay đổi, còn dung hợp với dược tính khác, rất khó tách. Ngô Bình bảo, thật sự rất khó, nhưng nếu có cách làm đúng thì vẫn có thể trích xuất rất nhiều dược tính. Ví dụ như viên này. Anh lấy ra một viên đan dược đã vỡ vụn, đan vỡ giống như miếng ngọc vậy, phát sáng lấp lánh. Trong đan dược này có một loại dược tính rất hiếm có. Tôi tìm kiếm loại dược tính này đã lâu, nay đã có được, tôi có thể trích xuất nó ra rồi dùng để luyện chế đan dược phi phàm. Liễu Chí Mưu cười nói, thưa cậu, xem ra trong hơn 1.000 viên đan dược quá hạn này, chỉ có một số ít có giá trị. Ngô Bình gật đầu, không quá 10 viên, những viên khác mua về chỉ có thể vứt thôi. Sau khi mua xong đan dược quá hạn, phía trước họ đột nhiên có một đám người vây thành vòng tròn, hình như đang hóng chuyện gì đó. Liễu Chí Mưu cũng tiến đến nhìn vài cái rồi quay về báo cáo, thưa cậu, có một thầy luyện đan phát tác đan độc. Mỗi một thầy luyện đan, ít nhiều gì cũng sẽ nhiễm một số đan độc trong suốt cuộc đời. Sau khi luyện chế đan dược, thường thì thầy luyện đan nào cũng sẽ đích thân uống và trải nghiệm dược lực. Về lâu dài, khi đã uống đan dược quá nhiều, trong cơ thể sẽ tích tụ độc tố. Khi lượng độc tố đạt ngưỡng nhất định thì sẽ phát tác. Chẳng hạn như thầy luyện đan trước mặt mọi người đang phát tác đan độc. Bình thường, thầy luyện đan phát tác đan độc đều là thầy luyện đan nổi tiếng, trình độ luyện đan khá cao, đan dược đã luyện ra cũng nhiều. Bây giờ, xung quanh cơ thể thầy luyện đan đang bốc lên khói 7 màu, khói chui ra từ mỗi lỗ chân lông, khiến người này rất đau đớn, gào thét thảm thương. Những người xung quanh chỉ có thể đứng nhìn, vì không ai có thể giúp người đó giảm đau. Ngô Bình bỗng nhiên tiến lại gần, đưa tay vỗ lên vai thầy luyện đan kia, cơn đau của đối phương lập tức dịu đi hẳn. Sau khi thầy luyện đan nằm dưới đất tỉnh táo lại, bèn đứng bật dậy, ôm quyền nói với Ngô Bình, cảm ơn đạo hữu đã ra tay cứu giúp. Đan độc của tôi rất kinh khủng, lần này lại phát tác quá đột ngột, tôi không kịp chuẩn bị gì. Ngô Bình nhìn đối phương, nhẹ nhàng đáp, đan dược do ông luyện chế quá nhiều, gần đây lại có thêm nhiều đan dược quý, dẫn đến việc độc tố trở nên vô cùng khủng khiếp. Đôi mắt sáng rực lên, đối phương cảm thấy Ngô Bình nói quá đúng, vội vàng tiếp lời, lời đạo hữu nói hoàn toàn chính xác. Tôi trở thành thầy luyện đan 4 sao trong gần 30 năm qua, nên chủng loại đan dược luyện chế ra càng ngày càng nhiều, độ khó cũng ngày một cao hơn. Trong số đó, thử đan dược là điều không thể tránh khỏi. Lâu dần, một lượng lớn độc tố tích tụ trong cơ thể. Ngô Bình bảo, điều này chứng minh đan dược do ông luyện chế không tinh khiết, độc tố quá nhiều. Với tình trạng như ông, tốt nhất sau này không nên luyện đan nữa, bằng không sẽ rất nguy hiểm. Vừa nghe nói người này là thầy luyện đan 4 sao, mọi người lập tức có thái độ kính trọng. Dù sao thì thầy luyện đan 4 sao rất hiếm thấy. Lúc này, sau khi nghe Ngô Bình nói đan dược không tinh khiết, có kẻ liền lên tiếng châm chọc, đan dược ai luyện mà chẳng có độc tố.
Có thầy luyện đan nào không thử đan dược do mình luyện chế chứ? Anh nói rất đơn giản, nhưng thật ra chẳng có giá trị gì. Ngô Bình nhìn sang, người lên tiếng là một cô gái, đứng phía sau là bốn nam tu sĩ. Cô gái đó rất xinh đẹp, đôi mắt như làn nước thu, dung mạo tuyệt trần, mặc váy màu vàng nhạt, yêu kiều lộng lẫy. Cô ta vừa cất lời, bốn người đàn ông phía sau thi nhau hùa theo. Một người bảo, sư muội nói chí phải, hạng người này không biết luyện đan, đứng đây ăn nói bừa bãi, quả là nực cười. Một người khác tiếp lời, đan dược không có tạp chất, chẳng phải là đan dược truyền kỳ hoặc đế phẩm sao? Thầy luyện đan có thể luyện ra đan dược phẩm chất này, trên thiên hạ có mấy ai cơ chứ? Đừng nghĩ mình cứu người ta thì có thể xem thường nghề luyện đan. Thầy luyện đan được cứu vội xua tay, N nhân nói không sai, sau này tôi không thể luyện đan nữa. Hầy, cũng do trình độ luyện đan ngày xưa của tôi có hạn, tích tụ độc tố quá nhiều rồi. Ngô Bình không quen mấy người này, cũng không có hứng tranh luận với họ, khẽ lắc đầu rồi rậm bước đi tiếp. Nào ngờ cô gái kia lại ngăn Ngô Bình lại để hỏi, anh đã giảm bớt đan độc bằng cách nào? Ngô Bình thoáng cau mày, cảm thấy cô gái này thật vô lễ. Cả hai chẳng quen biết gì nhau, cô ta ngăn anh làm gì? Anh lập tức lãnh đạm nói, tôi làm bằng cách nào, không liên quan đến cô. Vui lòng tránh ra. Bốn nam tu sĩ đứng sau cô ta lập tức tìm cơ hội thể hiện. Người đàn ông mặc áo xanh lam tiến đến, lạnh lùng nói, cô Minh hỏi anh thì anh nên ngoan ngoãn trả lời, hiểu chưa? Liễu Chí Mưu trầm giọng, láo xược, cô Minh gì chứ, dám đắc tội cậu nhà tôi, các người phải gánh chịu hậu quả đấy. Nam tu sĩ nọ quan sát Liễu Chí Mưu, đoạn cười khẩy, gánh chịu hậu quả. Thế thì tôi cũng muốn xem thử anh ta là ai. Liễu Chí Mưu không nhiều lời, giơ huy hiệu của mình ra. Thầy luyện đan năm sao, có người kinh ngạc hô lên. Nên biết rằng số lượng thầy luyện kim năm sao trên thế giới cực kỳ ít, tổng cộng cũng chẳng bao nhiêu. Có thể trở thành thầy luyện đan năm sao, thường chỉ những thế lực lớn mới mời được. Tu sĩ nào trên thiên hạ cũng muốn kết bạn với thầy luyện đan cả, huống chi đối phương còn là thầy luyện đan năm sao. Cô gái nọ cũng kinh ngạc hỏi, nên xưng hô với ông như thế nào? Liễu Chí Mưu đáp, tôi không có thời gian nói chuyện với các người. Tránh ra đi, đừng chắn đường cậu nhà tôi. Cô ta hơi cau mày, cảm thấy Liễu Chí Mưu rất thô lỗ. Có điều người được thầy luyện đan năm sao này tôn trọng như vậy, e rằng càng không đơn giản. Vậy nên cô ta vẫn tránh sang một bên. Ngô Bình cất bước rời đi, cô gái phía sau lẩm bẩm, rốt cuộc anh ta là ai? Một nam tu sĩ cười khẩy, chắc là con cháu của thế lực nào đó, không biết trời cao đất dày mà thôi. Nếu anh ta biết ông nội của cô Minh là đan vương tứ phẩm, chắc sẽ sợ đến nỗi quỳ sụp xuống ngay. Ha ha, chắc chắn rồi, đan vương trong thiên hạ chỉ đếm trên đầu ngón tay, không có thế lực nào không kính trọng cả. Cô gái kia lại bảo, chúng ta bám theo đi, phải xem anh ta có lai lịch thế nào. Ngô Bình đi thêm vài quầy nữa, mua một ít dược liệu hữu dụng. Ở bên cạnh, Liễu Chí Mưu nói, thưa cậu, mấy người ban nãy đang bám theo chúng ta. Ngô Bình đáp, họ nhàn rỗi thế thì cứ để họ theo đi. Liễu Chí Mưu nói, hừ, mấy người này không biết cao nhân ở ngay trước mặt. Nếu biết cậu là đan vương nhất phẩm, e rằng họ sẽ sợ chết khiếp. Ngô Bình bảo, những kẻ chỉ gặp một lần, nói nhiều như vậy làm gì? Ông Liễu, khi nào buổi đấu giá bắt đầu? Liễu Chí Mưu đáp, e là phải chờ thêm một lúc nữa. Cậu à, hay là chúng ta sang đan lâu kia uống chén trà nhé? Thầy luyện đan bình thường đều biết sao trà, vậy nên đan lâu nào cũng có phòng trà để khách uống trà, thử trà. Thông qua việc nếm thử phẩm chất lá trà của một đan lâu, có thể đánh giá cơ bản trình độ thầy luyện đan của đan lâu. Ngô Bình khẽ gật đầu, cũng được. Mũi anh ngửi ngửi trong không khí, chẳng mấy chốc đã ngửi được mùi hương thơm dịu. Mùi thơm dịu này rất độc đáo giữa nhiều hương trà khác nhau. Ngô Bình đi theo hương trà, đến một gian phòng. Phòng ở trong góc, chỉ có vài người khách đang ngồi uống trà. Trong phòng trà, một cậu trai đang bận rộn. Gần đó có một cô gái độ 20, dung mạo thanh nhã, mặc váy suông, đang cho lá trà vào chén. Ngô Bình ngồi xuống, chỉ là một bộ bàn ghế bình thường, không có gì khác thường.
Anh vừa ngồi vào bàn, thầy luyện đan bốn sao chúng đan độc ban nãy vội đi đến, hành lễ rồi nói, N nhân, tôi mời anh uống trà. Trà ở đây không đắt, nhưng đó là chút tấm lòng của người này. Ngô Bình gật đầu nói, đan độc nghiêm trọng như vậy mà còn chạy đến đây, chẳng lẽ ông muốn tìm thuốc giải sao? Bị Ngô Bình đoán trúng, người này khẽ thở dài, phải. Đúng như lời anh nói, sau này tôi khó lòng luyện đan nữa, vì thế tôi luôn muốn giải quyết đan độc trong người. Dừng lại một chút, người này hỏi, xin hỏi, có phải anh biết cách giải trừ đan độc không? Ban nãy Ngô Bình chỉ vỗ nhẹ thôi mà cơn đau của người này đã dịu hẳn, cảm giác rõ ràng rằng đan độc đã bị áp chế. Ngô Bình vừa nhìn đối phương vừa nói, chị khỏi rồi mà sau này vẫn muốn luyện đan thì sẽ tiếp tục tích tụ đan độc. Người này bảo, trình độ luyện đan của tôi đã hơn hẳn ngày xưa rồi, tôi sẽ cẩn thận. Ngô Bình lắc đầu, ngược lại đấy, sau này sẽ ngày càng nguy hiểm. Bởi vì trình độ của ông càng cao, đan dược luyện chế ra càng phức tạp, độc tố của đan dược phức tạp cũng nhiều và mạnh hơn. Ông không còn kiên trì được lâu nữa đâu, vậy nên, đan độc này không chỉ cũng đành thôi. Lúc này, có người lên tiếng, không chỉ được thì nói không chỉ được. Sông dài như thế làm gì? Hóa ra cô Minh ban nãy cũng đến đây, một trong bốn người đàn ông đi theo vừa lên tiếng châm chọc anh. Thấy năm người này ngồi xuống, Ngô Bình cũng mặc kệ, nói với cậu trai kia, hãy mang hai lạng lá trà đến đây, tôi tự pha trà. Cậu trai vừa bưng một chén trà cho người khác, nghe vậy bèn cười nói, thưa anh, trà do chị tôi pha là vô địch thiên hạ. Hơn nữa, trà do chị ấy sao, chỉ có chị ấy biết pha. Vẫn nên để chị ấy pha đi ạ. Ngô Bình lại lắc đầu, trà này khá thú vị, pha cũng khá tốt, nhưng chưa hoàn hảo. Nghe anh nói vậy, cô Minh bèn đáp trả, người pha trà là cô La Khởi Dân, cháu gái của Trà Thánh, cũng là bạn thân của tôi. Anh lại bảo cô ấy pha chưa hoàn hảo ư. Ngô Bình nói, ngay cả Trà Thánh cũng chưa chắc biết cách pha loại trà này. Pha trà tinh túy đến cực điểm cũng giống như thu đan trong lúc luyện đan. Nếu thu đan không được thực hiện tốt thì cho dù đan dược có tốt đến đâu cũng sẽ không phát huy hiệu quả. Nghe vậy, Liễu Chí Ngưu giật mình, công tử, như vậy pha trà cũng cần có bí kíp như đan quyết sao? Ngô Bình gật đầu, phương pháp pha trà tên là lục tự quyết. Cô gái pha trà bưng khay trà và bình trà đi tới, cười nói, công tử còn biết cả lục tự quyết, tôi thật khâm phục công tử. Ông nội tôi nói tôi pha trà không được hoàn hảo. Mong anh cho tôi lời khuyên. Nói xong cô ấy khẽ gật đầu, nhìn về phía cô Minh. Cô Minh cười và nói, Khởi Vân, tại sao hôm nay cô lại sắp xếp một quầy hàng ở đây? La Khởi Vân mỉm cười và nói, ông nội tôi nói rằng những người đến tham gia hội đan đạo đều là những bậc thầy về thưởng trà, vì vậy ông đã bảo tôi mang một số loại trà để hỏi tất cả những người yêu trà, hy vọng rằng họ có thể cho ý kiến có giá trị. Cô Minh, hóa ra là thế. Ngô Bình cười nói, trà nhà cô uống rất ngon, quả không hổ danh thánh trà. La Khởi Vân nói, cảm ơn lời khen ngợi của anh, chính tôi đã sao những lá trà này đấy. Ngô Bình, vậy thì còn tuyệt vời hơn, đặc biệt là loại trà này, hương thơm của trà ở hai giai đoạn cuối có thể được coi là thượng phẩm. La Khởi Vân sửng sốt, không có nhiều người yêu trà có thể chia mùi thơm của trà thành các giai đoạn khác nhau. Hơn nữa Ngô Bình còn chưa uống đã biết rằng mùi hương của hai giai đoạn cuối là tuyệt diệu nhất. Cô ấy khẽ thở dài, nói, lúc sao trà, bởi vì không thể khống chế tốt, tôi đã nhờ ông nội giúp sao trà lần cuối, cho nên ba giai đoạn cuối cùng của trà mới càng thêm hoàn hảo. Công tử, anh thật sự là một chuyên gia thưởng trà. Vừa nói, cô ấy vừa lấy trà ra, pha một tách trà thơm ngát đưa cho Ngô Bình. Khi pha trà, cô ấy sử dụng hai bí kíp trong lục tự quyết, thủ pháp rất điêu luyện. Ngô Bình cảm ơn, anh cầm chén trà lên ngửi, cười nói, trà ngon. Lý do tại sao anh quan tâm đến trà là vì với tư cách là một đại sư luyện đan, anh rất giỏi trong việc sao trà. Một nguyên nhân khác là đế quốc Thiên Võ có rất nhiều vườn trà, anh rất muốn nghiên cứu ra nhiều giống trà hơn để thu nhập của nông dân trồng trà có thể cao hơn. La Khởi Vân mỉm cười và nói, cảm ơn công tử đã khen ngợi. Mong công tử hãy chỉ dạy. Ngô Bội, chỉ dạy thì không dám, tôi đây xin chia sẻ một chút kinh nghiệm. Vừa nói anh vừa bưng tách trà lên,
tay phải vung lên, 27 lá trà bay lên, nhẹ nhàng rơi vào trong tách. Trước khi lá trà rơi xuống, anh liền vẫy tay, hơi ẩm trong không khí ngưng tụ thành dòng nước rơi vào trong trà. Nhiệt độ của dòng nước này được kiểm soát tinh tế và có nhiệt độ vừa phải. Sợi trà rơi xuống, hương trà nồng đậm bốc lên, ngưng tụ thành nụ hoa sen trên mặt chén trà. Theo thời gian, bông sen từ từ nở rộ, tỏa ra hương trà càng tinh tế hơn. Nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt của La Khởi Vân trở nên nghiêm túc, cô ấy giơ hai tay lên bưng tách trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm khi hoa sen đã được tổng hợp đầy đủ. Giữa môi và răng liền xuất hiện một hương thơm trà vô cùng tuyệt vời, dư vị dài lâu. Cô ấy tán thưởng, thủ pháp của công tử đã khiến chất lượng của trà được nâng lên một tầm cao mới, tiểu nữ vô cùng ngưỡng mộ. Ngô Bình cười nói, trà này rất ngon, nhưng công đoạn sao trà vẫn thiếu chút gì đó, tôi dùng phương pháp đứng pha để bù đắp chút khuyết thiếu này. Cô Minh rất ngạc nhiên, cô ta hỏi La Khởi Vân, những gì anh ta nói có đúng không? La Khởi Vân gật đầu, những gì công tử nói là sự thật. Công tử, tôi vẫn chưa biết tên của anh. Ngô Bình nói, Lý Đức Tài. La Khởi Vân nói, anh Lý, anh có thể nói chỉ cho tôi biết khuyết điểm trong quá trình sao trà không? Ngô Bình liền nói ra suy đoán của mình, khi cô sao loại trà này, chắc hẳn trong lòng có chút oán hờn, sự oán hờn này đã thấm vào lá trà, khiến nó không còn tinh khiết nữa. La Khởi Vân nghe thấy điều này thì đột nhiên hiểu ra, đúng vậy. Sau khi nghe công tử nói, tôi mới chợt hiểu ra. Khi đó, tôi thực sự đang oán trách về cuộc hôn nhân do cha mẹ sắp đặt. Cô Minh giật mình và nói, Khởi Vân, cô không muốn lấy anh trai tôi sao? La Khởi Vân nhẹ nhàng nói, anh cô và tôi không thích hợp. Cô Minh khẽ thở dài nói, tôi còn tưởng rằng cô sẽ thích anh ấy, nhưng bố tôi đã dẫn người tới cầu hôn, chuyện này. La Khởi Vân, Minh Lam, hôm nay đừng đề cập đến chuyện này. Tu sĩ bị trúng độc kia cũng nhấp một ngụm trà, nhưng vừa nhấp một ngụm liền cảm thấy mùi khó ngửi, tu sĩ liền nhổ nước trà ra, tức giận nói, đây là trà gì vậy? Ngô Bình liếc hắn, đan độc khiến vị giác của anh khác với người bình thường, bây giờ anh uống gì cũng có mùi hôi, không tin thì cứ uống thử nước lọc. Người đàn ông uống một hớp nước mát, quả nhiên có mùi hôi thối nhàn nhạt, hắn không khỏi cảm thấy tuyệt vọng, nói, xem ra tình hình của tôi sau này sẽ càng ngày càng tệ. Liễu Chí Ngưu hỏi, công tử, có cách nào để giúp hắn không? Cùng là một thầy luyện đan, Liễu Chí Ngưu cảm thấy đồng cảm với tu sĩ, bởi vì hắn rất có thể sẽ bị đan độc quấy nhiễu trong tương lai. Ngô Bình, tôi có thể loại bỏ đan độc của hắn, nhưng nếu muốn chữa khỏi và không bao giờ tái phát thì phải luyện đan theo yêu cầu của tôi mỗi ngày. Thầy luyện đan đó hai mắt sáng lên, công tử bằng lòng giúp tôi sao? Liễu Chí Ngưu, không nghe công tử nói sao? Về sau nhất định phải luyện chế đan dược theo yêu cầu, có thể làm được không? Cô Minh nhíu mày, các người đúng là ngang ngược, để một đại sư luyện đan 4 sao luyện đan cho các người, thế mà cũng nghĩ ra được. Nghe được lời này, thầy luyện đan không khỏi nhíu mày, nói, cô Minh, đây là chuyện của tôi, xin đừng nhiều lời. Cô Minh vô cùng tức giận, nói, tôi chỉ đang nghĩ cho anh thôi. Thầy luyện đan đó lạnh nhạt nói, tôi biết tôi cần thứ gì, hơn nữa có thể đi theo một bậc thầy luyện đan như công tử là vinh hạnh của tôi. Cô Minh sững sờ, anh nói anh ta là một bậc thầy luyện đan sao? Thầy luyện đan lạnh nhạt nói, tôi là đại sư luyện đan 4 sao, có thể ngửi thấy rất nhiều thứ mùi đan dược kỳ diệu trên người công tử đây, mỗi một loại đều khiến tôi như si như say. Vì thế tôi có thể đoán được, công tử nhất định đã từng luyện nhiều loại đan dược tuyệt diệu. Nếu không phải bậc thầy luyện đan thì sao có thể làm được điều này? Bốn người phía sau cô Minh hoàn toàn không tin, họ đều cười lạnh, có lẽ cậu ta chỉ là một tên tiểu nhị bán đan dược ở quầy đan dược, trên người dính một chút mùi đan dược mà thôi. Thầy luyện đan kia tỏ vẻ khinh miệt, nói, nếu không hiểu thì đừng nói lung tung. Mùi thế này phải xuất hiện khi vừa mới bắt đầu luyện đan. Đan dược mới luyện ra sẽ không có mùi thế này. Nói rồi hắn cúi người thật sâu trước Ngô Bình, xin công tử hãy cứu tôi. Ngô Bình hỏi, anh tên là gì? Thầy luyện đan, tại hạ tên Phong Cốc Gian. Ngô Bình, Phong Cốc Gian. Phong Cốc hình như là họ của người Đông Doanh đúng không?
Phong Cốc Gian vội nói, đúng vậy, công tử từng đến Đông Doanh sao? Ngô Bình, trước kia từng đến. Phong Cốc Gian này, đúng là tôi có thể giúp anh, nhưng sau này anh phải đi theo tôi làm một thầy luyện đan. Tôi sẽ cho anh đan dược đặc chế, như thế thì khoảng 10 năm đan độc của anh sẽ hết hoàn toàn. Phong Cốc Gian mừng rỡ, cảm ơn công tử. Sau này tôi sẽ là tùy tùng của công tử. Cô Minh thì lại cho rằng Ngô Bình đang lừa Phong Cốc Gian, cô ta tức giận nói, sao anh có thể lừa gạt một đại sư luyện đan 4 sao như thế? Ai ngờ La Khởi Vân nói, Minh Lam, Lý công tử đang giúp hắn đấy. Liễu Chí Mưu, có tôi ở bên cạnh công tử rồi mà, còn cần một thầy luyện đan 4 sao nữa ư? Phong Cốc Gian nói, phải, công tử đúng là có thể giúp tôi. Cô Minh, cô đừng vô lễ với công tử. La Khởi Vân lắc đầu, nói, Phong Cốc Gian, nếu anh cần sự giúp đỡ thì tôi có thể đi xin ông nội. Ông nội của La Khởi Vân là một đan vương tứ phẩm, có địa vị cực cao ở giới luyện đan. Phong Cốc Gian không hề lung lay, tôi hiểu rõ tình hình của mình, không phải cứ là đan vương thì giải quyết được. Lúc này Ngô Bình đột nhiên giơ tay tóm lên đầu Phong Cốc Gian, một luồng sáng ngũ sắc bị anh tóm ra, phất một cái liền tiêu tan, biến mất tăm. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều sững sờ, như thế là giải quyết đan độc rồi sao? La Khởi Vân mỉm cười và nói, tôi không ngờ rằng Lý công tử không chỉ giỏi về trà đạo mà còn rất tinh thông về y học, thật đáng khâm phục. Minh Lam hừ lạnh, có lẽ anh ta chỉ tạm thời khiến hắn ngừng đau khổ, giống như vừa nãy anh ta làm vậy. Phong Cốc Gian nghiêm mặt nói, cô Minh, cô đừng nói vậy. Y thuật của Lý công tử rất phi thường, anh ấy đã loại bỏ tất cả đan độc tích tụ trong cơ thể tôi có thể cảm nhận được điều đó. Minh Lam hơi giật mình, loại bỏ hết. Vậy vì sao anh ta còn nói muốn anh hồi phục thông qua việc luyện đan? Như thế không phải rõ ràng là muốn anh luyện đan không công cho anh ta sao? Phong Cốc Gian lắc đầu liên tục, không phải vậy. Mặc dù Lý công tử đã giúp tôi loại bỏ đan độc, nhưng những năm qua đan độc đã gây ra tổn thương lớn cho cơ thể và thần hồn của tôi. Nếu tôi không điều trị nó kịp thời, e rằng sống không được bao lâu, Lý công tử bảo tôi luyện chế đan dược. Thực ra đó chính là quá trình để chữa trị cho tôi. Sau lưng Minh Lam, một người đàn ông nói, nếu anh ta lợi hại như vậy, vì sao không chữa khỏi cho anh? Liễu Chí Ngưu cười lạnh, thật ngu xuẩn, thầy luyện đan Phong Cốc là một đại sư luyện đan 4 sao. Y tiên kiểu gì mà hắn chưa từng gặp, nhưng có y tiên nào có thể loại bỏ đan độc của hắn không? Có ai dám nói rằng có thể giúp hắn chữa lành vết thương do đan độc gây ra không? Phong Cốc Gian khẽ thở dài, đúng là như thế. Tôi đã tìm vô số thầy thuốc, đã gặp vô số y tiên, nhưng không ai trong số họ có thể loại bỏ đan độc chứ đừng nói đến việc giúp tôi chữa lành vết thương do đan độc gây ra. Lý công tử có thể giúp tôi điều trị bằng việc luyện đan, tôi đã rất mừng rồi. Không thể lòng tham không đáy được. Người vừa nói chuyện đỏ bừng mặt, nói anh ta nói có thể chữa khỏi, ai biết được anh ta có cố ý lừa anh không? Ngô Bình vốn không muốn nói chuyện với đám người này, nhưng thấy kẻ này nói không ngừng, anh lập tức cười lạnh một tiếng, anh không phát hiện khắp người mình có đan độc sao. Thì ra người vừa nói là một thầy luyện đan, nhưng trình độ có hạn, còn chưa đạt tới cấp sao. Sở dĩ anh ta đi theo Minh Lam khắp nơi lấy lòng chính là vì muốn được nhà họ Minh chỉ dạy. Anh, nói nhảm, anh ta giật mình, lắp bắp nói. Ngô Bình cười lạnh. Tôi nói nhảm hay không anh biết rõ mà. 3 năm qua có phải anh đều rơi vào trong giấc mộng không thể tự mình giải thoát? Có phải mỗi đêm trăng tròn đều sẽ điên cuồng, trong lòng muốn giết người, thậm chí là muốn tự sát? Hơn nữa, khi ấn vào ngực và sau đầu có phải là cực kỳ đau không? Sắc mặt người đàn ông càng thêm khó coi, anh ta ấn ngực, đột nhiên hét lớn một tiếng. Sau vài giây, anh ta lại ấn vào sau đầu và phát ra một tiếng hét khác. Chán anh ta toát ra mồ hôi lạnh, anh ta lẩm bẩm nói, tôi thật sự trúng đan độc sao? Ngô Bình, đan độc của anh còn nặng hơn cả Phong Cốc Gian. Tuy hắn đau đớn nhưng vẫn còn đường sống, nhưng anh thì đan độc đã ăn sâu vào xương và vô phương cứu chữa rồi. Anh nên quay về lo hậu sự đi. Người đàn ông toàn thân run rẩy, đột nhiên quỳ rạp xuống đất, cầu xin, Lý công tử, xin cứu mạng, tôi nguyện làm trâu làm ngựa để báo đáp.
Ngô Bình khẽ thở dài và nói, tôi cũng bó tay với bệnh của anh. Sở dĩ anh nhằm vào tôi vừa rồi là vì tinh thần của anh đã bị ảnh hưởng bởi đan độc, đã rơi vào trạng thái điên loạn. Người đàn ông sững ở đó một lúc rồi đột nhiên bật khóc, anh ta không nói gì nữa mà vội vã về nhà, thời gian của anh ta không còn nhiều, anh ta phải về dặn dò với gia đình. Người bên cạnh đột nhiên rời đi, Minh Lam sửng sốt, y thuật của anh ta mạnh như vậy sao? Liễu Chí Ngư cười lạnh, người đáng thương thì cũng sẽ có cái gì đó đáng ghét. Minh Lam hừ một tiếng, y thuật tốt không nhất định có trình độ luyện đan cao, có gì giỏi đâu cơ chứ. La Khởi Vân mỉm cười và nói, Minh Lam, những gì cô nói là sai. Luyện đan và y thuật không phân chia rạch ròi, Lý Công Tử có y thuật tốt, thuật luyện đan chắc chắn cũng không kém. Hơn nữa, từ sự hiểu biết của anh ấy về trà đạo, tôi cũng có thể cảm giác được sự hiểu biết của anh ấy đối với đan dược vượt xa thầy luyện đan thông thường. Ngô Bình khẽ mỉm cười, xem ra cô ta cũng rất hiểu biết về luyện đan. La Khởi Dân nói, đó là tất cả những gì tôi biết. Lý Công Tử, không biết anh là đại sư luyện đan mấy sao? Ngô Bình cười nói, tôi không có sao. Anh thật sự không có sao, bởi vì anh là đan vương nhất phẩm. Nghe vậy Minh Lan lập tức vô cùng đắc ý. Diễu cợt nói, anh thậm chí còn không phải luyện đan sư cấp sao, thế mà lúc trước lại nói những lời như thế, thật là nực cười. Liễu Chí Ngư muốn nói điều gì đó nhưng Ngô Bình đã ngăn lại, anh quay sang nói chuyện với La Khởi Vân về trà đạo. Sau khi uống hai tách trà, anh và La Khởi Vân trò chuyện vui vẻ, đến lúc pha trà, anh lấy ra một ít lá trà đã sao trước đó, đích thân pha một tách cho mấy người nếm thử. Khi hương trà bay ra, hai mắt Minh Lam sáng lên, cô ta mặt dày ngồi xuống, nói, Lý Công Tử, tôi có thể nếm thử một chút không? Ngô Bình cũng không thèm so đo với cô ta, cũng rót cho cô ta một gốc. La Khởi Vân nhấp một ngụm, đôi mắt đẹp lấp lánh, cô ấy thốt lên, trà ngon. Mặc dù chỉ có một chút thay đổi về hương vị, nhưng mỗi mùi hương đều vô cùng tinh khiết, thật sự rất tuyệt vời. Ngô Bình cười và nói, tôi kiếm tiền bằng cách sao loại trà này. Vì vậy tôi chỉ làm 7 giai đoạn mùi hương. La Khởi Vân vội hỏi, Lý Công Tử, anh có thể tạo nhiều nhất bao nhiêu giai đoạn mùi hương? Ngô Bình, 9 giai đoạn đầu tiên rất dễ dàng, nhưng nếu muốn đạt được một sự thay đổi về chất ở giai đoạn thứ 10 thì cần một số kỹ năng. La Khởi Vân khẽ run lên, anh có thể khiến mùi hương đạt đến tầng thứ 10 sao? Cô ấy không thể không kinh ngạc, vì trà ở giai đoạn thứ 10. Mùi hương sẽ tự thăng hoa, đạt đến một cảnh giới mới trong truyền thuyết, vô cùng tuyệt vời. Hơn nữa theo như cô ấy biết, chỉ có ông nội cô ấy mới có thể khiến trà đạt đến trên giai đoạn thứ 10, và cũng chính là trà thánh đương thời. Tuy rất kinh ngạc nhưng La Khởi Vân không hề hoài nghi lời Ngô Bình, cô ấy nói, Lý Công Tử, có thể cho tôi nếm thử loại trà trên giai đoạn thứ 10 không? Ngô Bình cười nói, đương nhiên là được, chỗ cô La có lá trà tươi ngon không? La Khởi Vân vội nói có, mấy ngày trước ông nội cho tôi hơn 7 cân thiên vận. Thiên vận mọc ở một nơi trong khu vực thiên ngoại thiên, số lượng rất ít, mỗi năm chỉ có thể sản xuất 30 đến 50 cân. Ông nội có thể lấy được hơn 7 cân là vì ông ấy là bạn lâu năm với chủ vườn trà. Ngô Bình nhìn những lá trà này thì hai mắt phát sáng, cười nói quả nhiên là lá trà tốt, mỗi một phiến lá đều có ẩn chứa quy tắc của trời đất, thật hiếm có. Nói xong anh lấy ra một phiến lá để thử, cảm nhận dược lực của nó. Mấy phút sau, anh lấy ra lò bát quái bắt đầu sao trà. Sao trà dễ hơn luyện đan nhiều, nhưng lần này anh lại cho thêm một vài vị thuốc. Nhìn quá trình anh sao trà, La Khởi Vân trợn tròn mắt, Lý Công Tử, anh đâu phải là sao trà nữa, đây chính là luyện thuốc mà. Ngô Bình cười nói, đúng vậy, trà cũng là thuốc. Ví dụ như loại trà thiên vận này chính là một loại thuốc cực tốt. Muốn phát huy hiệu quả của nó thì phải luyện chế tỉ mỉ. Trong lúc nói thì trà đã sao xong, anh vỗ lò bát quái, khoảng nửa cân lá trà ập ra, mỗi một phiến lá đều trông như chứa bùa chú, chúng lơ lửng trên không trung phát ra ánh tiên rực rỡ. Thấy là trà như vậy, La Khởi Dân kích động tới nỗi toàn thân run rẩy, nói, 3 năm trước ông nội tôi cũng từng sao một lô trà như thế này. Nhưng trà ông sao chỉ có 1% là đạt đến trình độ như thế này. Ngô Bình cười nói, tôi sẽ pha một tách cho cô La.
vừa nói tay phải anh vừa nắm lại, năm luồng nước từ trong không trung hiện ra được rót vào trong chén trà. Sau khi rót được 1/3 lượng nước, anh ném lá trà vào và tiếp tục rót nước. Thoáng cái, một làn hương thơm thoang thoảng tỏa ra. La Khởi Vân cầm tách trà bằng cả hai tay và nhấp một ngụm nhẹ. Sau đó, cô ấy cảm thấy rằng giữa môi và răng xuất hiện một sự thay đổi kỳ diệu về mùi hương, nhanh chóng đạt đến giai đoạn thứ 10 của mùi hương. Sau đó hương thơm được ủ và thăng hoa, bước sang một cảnh giới mới, rồi sinh ra mùi hương giai đoạn 11. Mùi thơm này cộng hưởng với đại đạo của trời đất, khiến toàn thân cô ấy bừng sáng, lộ ra vẻ mặt vô cùng thoải mái. Điều này còn chưa kết thúc, mùi hương tiếp tục thay đổi, tạo ra thay đổi giai đoạn thứ 12. Đây là một trải nghiệm hoàn toàn khác, nó khiến cho mỗi lỗ chân lông của cô ấy đều tỏa ra hương thơm, từ đó kết nối với trời đất. Mùi hương không ngừng phát triển, giai đoạn 13, giai đoạn 14, mãi đến giai đoạn 15 mới dừng lại, chỉ thiếu một chút nữa là có thể biến thành mùi hương giai đoạn 16. Ngô Bình nhìn biểu cảm của La Khởi Vân và mỉm cười hỏi, cô La, trà này thế nào? 15 giai đoạn, cô ấy mở to đôi mắt đẹp, kêu lên. Minh Lam sửng sốt, cô ta có quan hệ tốt với La Khởi Vân, vì vậy cô ta hiểu 15 giai đoạn mùi hương có ý nghĩa gì. Ngay cả trà thánh cũng chỉ có thể đạt tới giai đoạn thứ 10, làm sao tên này có thể đạt tới giai đoạn 15 được? Ngô Bình nói, tôi thiếu một ít thảo dược. Nếu không hẳn là có thể đạt tới giai đoạn 17, thậm chí giai đoạn 18. Như vậy, trà thiên vận mới coi như hoàn hảo. La Khởi Vân vô cùng kinh ngạc, nhưng ngoài mặt lại vô cùng bình tĩnh, cô ấy cười nói, Lý Công Tử thật sự là một thiên tài, tôi rất ngưỡng mộ. Cô ấy nói với chàng trai trẻ, A Thủy, dọn quầy đi. Chàng trai tên A Thủy lấy làm lạ, hỏi, thưa cô mới vừa dựng quầy hàng, sao lại muốn dọn? La Khởi Vân mỉm cười và nói, bởi vì bây giờ tôi chỉ tiếp đãi Lý Công Tử. Ngô Bình cười nói, cô La, như thế không ổn đâu nhỉ. La Khởi Vân nghiêm túc nói, Công Tử là một quý nhân, đương nhiên tôi phải tiếp đãi anh thật tốt. Liễu Chí Ngưu vội vàng xin một tách thiên vận, khi trà vào cổ họng, hơi thở của ông ấy run lên và ông ấy cảm thấy vô cùng thoải mái. Ông ấy cười nói, Công Tử, đây thực sự là loại trà tốt nhất trên thế giới. Minh Lam cũng muốn uống, nhưng Ngô Bình đã cất trà đi. Anh dùng rất nhiều dược liệu chân quý cho loại trà này, làm sao có thể để người ta uống không được. Minh Lam hừ một tiếng, nói, không uống thì không uống, tôi không thèm. Nói xong, cô ta và ba người còn lại tức giận rời đi. Sau khi trò chuyện một lúc, Liễu Chí Ngưu nói, Công Tử, cuộc đấu giá sắp bắt đầu, chúng ta có nên đến đó ngay bây giờ không? Ngô Bình, được. La Khởi Vân nói, anh muốn mua gì vậy? Ngô Bình, không có gì, chỉ là một ít đan dược kỷ nguyên thôi. La Khởi Vân mỉm cười và nói, vậy tôi sẽ đi cùng anh, có lẽ tôi có thể giúp đỡ. Cũng được. Ba người đến địa điểm đấu giá, Minh Lam cũng đã tới, xem ra cô ta cũng muốn mua chút gì đó. Cuộc đấu giá này diễn ra ngoài trời và bất kỳ ai cũng có thể tham gia. Ngô Bình tìm một chỗ ngồi xuống, đợi một lúc thì buổi đấu giá bắt đầu. Loại đan dược thứ nhất đặt trong lò bằng ngọc, có 24 viên. Những đan dược này mặc dù trải qua sự rèn giũa của kỷ nguyên nhưng vẫn không thay đổi bản chất, toát ra ánh sáng thần bí sáng ngời. Ngô Bình nhìn thoáng qua đã biết 24 viên thuốc kia thực chất là một, phải uống tuần tự mới có tác dụng. Hơn nữa, nếu như dùng đúng trình tự, uống những đan dược này sẽ có tác dụng vô cùng đáng sợ. Người bán đấu giá nói, ở đây có 24 viên đan dược, ít nhất đã trải qua 3 kỷ nguyên, nhưng dược tính vẫn không suy giảm, đan dược trong lò sẽ được bán đấu giá cùng nhau, 10 triệu tiền đạo. Vừa nói xong, Minh Lam đã giơ bảng báo giá lên và ra giá 100 triệu tiền đạo. Ngô Bình gật đầu, Liễu Chí Ngưu ngay lập tức giơ tấm biển lên, ra giá 110 triệu. Thấy Liễu Chí Ngưu giành với mình, Minh Lam ngay lập tức tăng giá lên 120 triệu. Sau vài vòng, giá của đan dược đã lên tới 230 triệu, nhưng Liễu Chí Ngưu không có ý định từ bỏ. Minh Lam thầm tức giận, nhưng cô ta biết hai bên tiếp tục giành cũng vô ích, cuối cùng đành phải từ bỏ. Liễu Chí Ngưu tiến lên trả tiền và lấy chiếc lò ngọc xuống.
Ngô Bình cầm lấy một viên đan dược to bằng quả nhãn quan sát một hồi, cười nói, dược tính còn 95%, hao hụt rất nhỏ. Sau khi lấy chiếc lò ngọc, vòng đấu giá thứ hai bắt đầu. Vật đấu giá lần này là một cái lọ màu trắng có miệng bịt kín. Tuy nhiên, chiếc lọ phát ra ánh sáng 7 màu, vừa nhìn là có thể biết bên trong có đồ tốt. Người bán đấu giá nói, trong lọ này có 3 loại đan dược, ít nhất đã trải qua 5 kỷ nguyên. Tuy nhiên bình miệng bịt kín, cho nên chúng ta không thể xác định đan dược bên trong là cái gì, cũng không chắc chắn là có hiệu lực hay không. Giá khởi đầu là 300 triệu, mỗi lần tăng giá không dưới 30 triệu. Nhưng Ngô Bình hiểu rằng cái giá phải trả không cao chút nào. Nó có thể xuyên qua bình mà phát ra ánh sáng 7 màu như vậy, điều này cho thấy linh dược trong lọ nhất định không tầm thường. 300 triệu, anh trực tiếp ra giá. Quả nhiên, Minh Lam lại tiếp tục nói, 330 triệu. Sau một hồi giằng co, Ngô Bình hơi bực mình và nói với La Khởi Vân, cô La, cô có thể bảo cô ta đừng xen vào không? La Khởi Vân mỉm cười và nói, thực ra cô ấy cũng đến đây để mua một số đan dược kỷ nguyên. Nhưng anh đừng khó chịu, tôi sẽ nói với cô ấy. Sau đó cô ấy lén lút nói mấy câu với Minh Lam sửng sốt một chút, quả nhiên dừng đấu giá. Cuối cùng, Ngô Bình đã mua lọ thuốc với giá 420 triệu tiền đảo. Sau cuộc đấu giá của hai đan dược kỷ nguyên, lần đấu giá tiếp theo sẽ là phương pháp luyện đan. Ngô Bình không hứng thú với thứ này, La Khởi Vân lại nói, vừa nay tôi mới nói với Minh Lam, nếu cô ấy không dành đan dược kỷ nguyên với công tử thì công tử đừng dành phương pháp luyện đan với cô ấy. Ngô Bình cười nói, phương pháp luyện đan thì có gì mà dành chứ, tôi không dành với cô ta. La Khởi Vân cười nói, với trình độ đan đạo của công tử thì tất không cần dành phương pháp luyện đan với người khác. Quả nhiên Ngô Bình không tham gia những lần đấu giá tiếp theo. Minh Lam thì mua được hai phương pháp luyện đan. Đấu giá xong phương pháp luyện đan là đến đấu giá đan dược mà các thầy luyện đan đương thời luyện chế. Ngô Bình lại càng không có hứng thú, sau khi biết tiếp theo toàn là đấu giá đan dược thì anh lập tức rời khỏi đó. Đi ra khỏi hội đan đạo, anh cảm thấy có người theo dõi, liền đi cùng La Khởi Vân, Liễu Chí Mưu đến một vùng đất hoang. Họ vừa dừng lại thì có hai người xuất hiện phía không xa. Tu vi hai người này đều rất cao, một là đạo quân, một là chân tiên. Đạo quân có khuôn mặt béo tròn, dáng vẻ trông rất xảo trá, gã nói, cậu đã tốn mấy trăm triệu tiền đạo mua đan dược, chắc trên người có rất nhiều tiền đúng không? Ngô Bình nhìn gã, anh là đạo quân, chẳng lẽ lại phải đi cướp tiền của tôi? Tên đạo quân đó cười lớn, đúng vậy, tôi muốn cướp tiền của cậu đấy, hãy tự giác nộp mạng đi. Liễu Chí Ngưu cười lạnh, ăn nói ngang ngược như thế, coi tôi là không khí à? Liễu Chí Ngưu có tu vi không yếu, lúc này ông ấy liền bộc lộ khí tức đại đạo quân. Tên đạo quân kia cũng không kinh ngạc, gã cười lạnh, tất nhiên tôi nhận ra ông là đại đạo quân. Nhưng chẳng ích gì, gặp tôi thì các người đều phải chết. Dứt lời xung quanh gã đột nhiên xuất hiện vô số bóng người màu đỏ trông hệt như người thật. Thấy những bóng màu đỏ này, Ngô Bình sầm mặt, nói, huyết ma. Đạo quân cười lạnh, người cũng tinh mắt đấy, đây chính là huyết ma. Chúng đến từ địa ngục huyết hải, kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, cắn nuốt lẫn nhau. Ngay cả huyết ma yếu nhất cũng có thực lực cấp bậc đạo quân, trong tay ta có 3.000 huyết ma. Dù các người có là đại đạo quân thì đã sao? Liễu Chí Mưu trầm giọng nói, huyết ma là cấm kỵ, người không sợ tiên đình đuổi giết ngươi sao? Đạo quân kia cười lạnh, bắt ta, nếu như các người đều chết, tiên đình sẽ biết sao? La Khởi Vân sắc mặt tái nhợt, cô ấy nói, ông nội ta là trà thánh, nếu như ngươi dám làm chúng ta bị thương, ông nội ta sẽ không buông tha cho ngươi. Ngô Bình nhàn nhạt nói, cô La, nói cho gã những chuyện này cũng vô dụng, gã là kẻ liều mạng, huyết ma bên cạnh e là cũng được gã nuôi dưỡng bằng máu thịt của mình. Đạo quân đó cười quái dị, ngươi tinh mắt đấy, vậy thì ngoan ngoãn chịu chết đi. La Khởi Vân nghiến răng, cô ấy lấy ra một lá bùa thánh và nói, công tử đi mau, tôi sẽ ngăn gã lại. Vừa nói, cô ấy vừa kích hoạt lá bùa thánh, một luồng ánh sáng bao trùm lấy Ngô Bình, định đưa anh ra khỏi nơi này. Tuy nhiên sau khi ánh sáng lóe lên, Ngô Bình vẫn đứng yên.
La Khởi Vân sững sờ, cô ấy lo lắng dậm chân, công tử, tại sao anh không rời đi? Ngô Bình cười nói, cô La, thánh bùa này là một tấm bùa thoát hiểm cứu mạng ông nội của cô tặng cho cô, tại sao cô lại dùng nó cho tôi? La Khởi Vân nói, y thuật của công tử là vô song trên thế giới, đương nhiên tôi không thể để công tử gặp chuyện ngoài ý muốn. Ngô Bình khẽ thở dài, thật là một cô gái tốt bụng. Nói xong, anh phóng ra khí tức của đại thánh, giải phóng thánh lực vô biên, đám huyết ma này lập tức phát ra những tiếng kêu chói tai, máu của đại thánh là liều thuốc bổ tuyệt vời cho chúng. Ngươi, là đại thánh sao? Gã đạo quân kêu lên, sắc mặt không được tốt lắm. Ngô Bình, ừ, ngươi cũng không mù nhỉ. La Khởi Vân thậm chí còn sửng sốt hơn, đại thánh, công tử là một đại thánh sao? Ngô Bình khẽ mỉm cười, cô La đừng sợ, chỉ có mấy trăm huyết ma, không có gì đáng ngại. Lời vừa dứt, thánh vực liền xuất hiện, thiên hạ đệ tam sát cục được mở ra, huyết ma còn chưa kịp công kích đã bị đè xuống, chúng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Gã đạo quân và tùy tùng cũng không thể động đậy, sắc mặt chúng đều tái nhợt. Diệt! Sát cục chấn động, hàng trăm con huyết ma lần lượt nổ tung, hóa thành xương máu cuồn cuộn, sau đó bị thánh vực hấp thụ và luyện hóa. Đây là một trong những chức năng của thánh vực, biến những đối thủ mạnh mẽ thành con rối và trở thành một phần sức mạnh của thánh vực. Sau đó, những xương mù máu này ngưng tụ thành 12 con huyết ma, dưới sức mạnh của thánh vực, mỗi con huyết ma đều sở hữu sức mạnh của đạo tổ. Gã đạo quân cuối cùng cũng tuyệt vọng, gã kêu to, công tử tha mạng, xin hãy tha cho ta. Ngô Bình nhìn gã chằm chằm và hỏi, ai bảo ngươi đến giết ta? Đạo quân vội vàng nói, không có ai ra lệnh, tiểu nhân bị ma xui quỷ khiến muốn cướp tiền của công tử, tiểu nhân biết sai rồi, xin công tử thứ lỗi. Ngô Bình, xin thứ lỗi sao? Không sao, không phải ngươi thích ăn trộm tiền sao? Hiện tại toàn bộ số tiền trên người ngươi hãy giao ra hết, ta muốn xem ngươi tích góp được bao nhiêu. Đạo quân rỉ máu trong lòng, vô cùng đau xót nhưng lại không dám phản kháng, so với sinh mệnh, tiền bạc là cái thá gì? Gã lấy ra một cái túi, Ngô Bình mở ra xem, bên trong có 4 đến 500 tỷ tiền đạo, còn có vô số bảo vật, giá trị có thể không dưới 1.000 tỷ tiền đạo. Ngô Bình cùng sửng sốt, người tích góp được nhiều tiền như vậy, chắc làm hại rất nhiều người rồi đúng không? Đạo quân run lên, tiểu nhân biết lỗi rồi, cầu xin công tử tha cho tiểu nhân. La Khởi Vân vội vàng nói, công tử, anh không được thả gã đi. Tôi nhớ ra người này là tội phạm bị truy nã ở Tiên Đình, treo thưởng 150 tỷ tiền đạo. Ngô Bình cười nói, anh ta thực sự được truy nã với mức thưởng 150 tỷ sao? La Khởi Vân gật đầu, người này đã giết vô số người, vì vậy phần thưởng cao cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Ngô Bình phất tay một cái, hai người này liền ngất đi, anh nói với Liễu Chí Mưu, ông Liễu, đi nhận thưởng đi, là 150 tỷ đấy, phải lấy chứ? Liễu Chí Mưu gật đầu, vâng, tôi sẽ làm ngay. Liễu Chí Mưu đưa hai người đến nhận phần thưởng, La Khởi Vân thì mời Ngô Bình đến nhà của mình. Nhà họ La có một thánh nhân, đó là Trà Thánh La Chi Thiền. La Chi Thiền rất có danh tiếng trong tiên giới, ngay cả Đại Thiên Tôn cũng rất thích trà mà ông ấy pha, cho nên địa vị của nhà họ La ở tiên giới vô cùng cao. Nhà họ La ở trong núi, nơi núi non chập trùng. Đồi nào cũng trồng trà, đủ các loại trà. Để cho phép các cây trà khác nhau phát triển thuận lợi, các trận pháp được bố trí trên mỗi đỉnh núi và những trận pháp này hút linh khí trực tiếp từ nhiều thế giới duy độ cao. Ngô Bình bay trên không trung, nhìn thấy nhiều cây trà như vậy thì hai mắt sáng lên, hỏi cô La, lá trà tươi của nhà cô có bán ra ngoài không? La Khởi Vân mỉm cười và nói, một số loại từ cấp thấp đến trung bình đều được bán. Nhưng nếu anh cần chúng tôi cũng có thể cung cấp lá trà tươi cao cấp. Ngô Bình, cảm ơn cô rất nhiều. Tôi muốn lấy một số cây trà từ chỗ cô về cho nông dân trồng trà chỗ tôi. La Khởi Vân, cây trà này là giống do ông nội tôi trồng dựa trên sách cổ, nó là loại duy nhất trên thế giới. Nhưng anh là một đại thánh, tôi nghĩ ông nội của tôi sẽ rất vui lòng tặng anh. Họ bay được một đoạn thì La Khởi Vân và Ngô Bình đáp xuống một vườn trà, trong vườn trà có vài căn nhà, phía trước có một cái sân.
Lúc này một thiếu niên đang ngồi trên mặt đất nghe người đàn ông trung niên giảng về trà đạo. Thấy La Khởi Vân, người đàn ông trung niên nói thêm vài câu rồi đứng dậy cười nói, Khởi Vân, sao cháu về sớm thế? Lần này có thu hoạch gì không? La Khởi Vân cười nói, chú ba, cháu có thu hoạch rất lớn. Đây là Lý Công Tử, có trà đạo vô cùng tinh thâm. Người đàn ông nhìn Ngô Bình, không nhận ra điểm gì đặc biệt nên nói, ồ, Lý Công Tử cũng am hiểu trà đạo sao? Ngô Bình có thể cảm giác chú ba của La Khởi Vân hơi bài xích anh, điều này khiến anh hơi bất ngờ. Nhưng sau đó anh liền hiểu nguyên nhân. Người đàn ông nói, Khởi Vân, nhà họ Minh đã đến cầu hôn rồi, khoảng thời gian này cháu cần chú ý, tốt nhất đừng tiếp xúc quá nhiều với đàn ông lạ. Nghe thế, La Khởi Vân khẽ nhíu mày, nói, chú ba, cháu chưa đồng ý sẽ gả đến nhà họ Minh. Người đàn ông sầm mặt, Khởi Vân, đây là ý muốn của ông nội cháu không nghe lời ông nội sao? La Khởi Vân nói, đúng là ông nội có ý này. Nhưng ông không ép cháu phải cưới người cháu không thích. Người đàn ông hít sâu một nơi, nói, giờ ông cháu đang bế quan, việc trong nhà do chú quyết. Giờ cậu Minh đang đợi cháu ở đỉnh Ngọc Cốt, cháu đi gặp cậu Minh ngay đi. La Khởi Vân sững sờ, ông nội bế quan rồi. Người đàn ông, đúng vậy. Khởi Vân, giờ anh cả không ở nhà, chú ba sẽ quyết định chuyện hôn nhân cho cháu. La Khởi Vân rất bình tĩnh, nói chú ba, giờ ông nội bế quan rồi chuyện này cũng phải do bố mẹ cháu quyết định. Người đàn ông lạnh nhạt nói, Khởi Vân, cháu không nghe lời chú ba sao? La Khởi Vân khẽ thở dài, chú ba, không phải cháu không tôn trọng chú, việc hôn nhân đại sự cháu phải thận trọng. Người đàn ông rất tức giận, nói, Khởi Vân, cháu phải biết rõ, giữa nhà họ La và nhà họ Minh thì đan đạo của nhà họ La có giúp ích rất lớn cho trà đạo của nhà họ Minh chúng ta. Nếu hôn sự của hai đứa thuận lợi thì địa vị thiên hạ đệ nhất trà đạo của nhà họ La chúng ta sẽ được giữ vững. Ngô Bình không nghe được nữa. Nói, việc hôn nhân của cô ấy thì đương nhiên phải do cô ấy quyết định. Người đàn ông tức giận nhìn Ngô Bình, cậu là ai, ở đây có chỗ cho cậu xen mồm sao? Ngô Bình lạnh nhạt nói, tôi không phải ai cả, tôi chỉ là bạn của Khởi Vân. Bạn, người đàn ông trung niên cười lạnh, cậu muốn lừa gạt Khởi Vân phải không? Tôi cảnh cáo cậu không xứng với nó, hãy từ bỏ sớm đi. La Khởi Vân nói, chú ba. Chú đừng nói linh tinh. Cháu có tài đức gì mà dám xứng với công tử? Công tử là khách quý của nhà họ La, ngay cả ông nội cũng phải đích thân chào đón anh ấy. Người đàn ông trung niên hừ lạnh, được rồi, cháu không cần khoe khoang thay cậu ta nữa, chú ba hiểu ý cháu chỉ muốn kiếm cớ để không gả vào nhà họ Minh thôi. Nhưng để chú nói cho cháu biết, lần này cháu không muốn cưới thì cũng phải cưới. La Khởi Vân giật mình, chú ba nói thế là sao? Người đàn ông trung niên vỗ tay, hai người phụ nữ liền đi tới, tu vi của họ rất cao, trong nháy mắt đã khống chế được La Khởi Vân. La Khởi Vân tức giận nói, bà Lưu, bà Ngô, các người đang làm gì vậy? Người đàn ông trung niên, Khởi Vân, bà Lưu và bà Ngô sẽ đưa cháu đến đỉnh Ngọc Cốt, nơi cháu và cậu Minh sẽ ở lại một thời gian để vun đắp tình cảm. La Khởi Vân không thể tin vào tai mình, người này là chú ba của cô ấy sao? Cô ấy tức giận nói, chú ba, sao chú có thể làm như vậy? Người đàn ông trung niên xua tay, nói, dẫn nó tới đó đi. La Khởi Vân hét lên, buông tôi ra. Tuy nhiên hai người phụ nữ hoàn toàn không nghe cô ấy nói, họ giữ chặt cô ấy và định bay đến đỉnh Ngọc Cốt. Buông ra, Ngô Bình đột nhiên nói, hai người phụ nữ không tự chủ được mà buông tay ra, họ lộ ra vẻ kinh ngạc, chuyện gì xảy ra vậy? La Khởi Vân vội vàng trốn sau lưng Ngô Bình, khuôn mặt tái nhợt vì sợ hãi, nước mắt lưng tròng. Đừng sợ, có tôi ở đây, bọn họ không dám làm gì đâu, Ngô Bình thản nhiên nói. Người đàn ông trung niên giận dữ, thằng nhóc này, cậu cũng dũng cảm đấy. Khí thế của ông ta tăng vọt, hóa ra ông ta là một đạo quân, sau lưng ông ta xuất hiện một ảo ảnh quái vật tám tay. Tám cánh tay đồng thời kết ấn. Ngô Bình cảm giác được có một luồng sức mạnh từ bốn phương tám hướng đến ngăn cản anh. Đây là một đạo thuật rất lợi hại, nhưng đáng tiếc đối thủ của ông ta là Ngô Bình. Anh chỉ vừa lắc người, tám cánh tay ảo ảnh đồng thời nổ tung,
người đàn ông trung niên cũng kêu thảm một tiếng, phun ra một ngụm máu. Cậu là ai? Ông ta kinh hãi hỏi. La Khởi Vân hừ lạnh, anh ấy là bạn của cháu, tu vi của anh ấy cao hơn chú rất nhiều. Người đàn ông trung niên tức giận nói, Khởi Vân, cháu dám cấu kết với người ngoài, cháu muốn làm phản à? Xảy ra chuyện gì vậy? Một người đàn ông trung niên xuất hiện, lớn tiếng hỏi. Nhìn thấy người đó, La Khởi Vân nói, chú hai, chú ba nhất quyết ép cháu gả vào nhà họ Minh. Người đàn ông trung niên này thản nhiên nói, Khởi Vân, gả vào nhà họ Minh không phải là lựa chọn tốt nhất cho cháu sao? La Khởi Vân sửng sốt, chú hai, ngay cả chú cũng nói như vậy sao? Nhìn thấy người này, Ngô Bình thầm giật mình, bởi vì anh vừa ngửi được một chút sát ý và một chút máu tươi từ trên người kẻ này, ông ta vừa mới giết người. Anh hỏi, Khởi Vân, bố mẹ cô ở đâu? La Khởi Vân, bố và mẹ tôi ra ngoài đi tìm giống trà, đã nửa năm không quay trở lại. Ngô Bình, tìm giống trà lâu như vậy sao? La Khởi Vân, rất khó nói, đôi khi cần vài ngày, đôi khi cần đến nửa năm hoặc một năm. Ngô Bình khẽ nhắm mắt lại, trong lòng tính toán một phen, sau đó mở mắt ra, khẽ thở dài nói, nếu như tôi không đoán sai, hiện tại bố mẹ cô có thể đã lành ít dữ nhiều. Vẻ mặt của La Khởi Vân thay đổi rõ rệt, Lý công tử, anh nghĩ rằng bố mẹ tôi gặp nguy hiểm sao? Ngô Bình khẽ gật đầu, chỉ sợ bọn họ đã không còn sống, bị người khác giết. La Khởi Vân sửng sốt, không thể nào, bố mẹ tôi sao có thể chết? Lý công tử, anh chắc chứ? Liệu có tính sai không? Ngô Bình, tôi đã tính quẻ, tôi chắc chắn ít nhất 95%. La Khởi Vân đột nhiên ôm mặt khóc thảm thiết, vô cùng đau xót. Người đàn ông trung niên mới tới trầm giọng nói, thằng nhóc kia, cậu đang nói cái gì vậy, anh cả tôi làm sao vậy? Ngô Bình nhìn ông ta, cười lạnh nói, nếu như tôi không sai, kẻ sát nhân chính là ông đúng không? Người đàn ông sửng sốt, tức giận nói, vớ vẩn. Ngô Bình cười lạnh, nói vớ vẩn à, ông để tôi thử là biết ngay. Người đàn ông trung niên, cậu là cái thá gì chứ? Người đàn ông trung niên tức giận, khi hai tay ông ta vừa chắp lại, trong không trung liền xuất hiện một bàn tay khổng lồ đen như mực, nó chộp lấy Ngô Bình. Ngô Bình kéo lấy La Khởi Vân và di chuyển hàng trăm dặm ngay lập tức, anh không xung đột với bên kia mà chọn cách tạm thời tránh đi. Thấy Ngô Bình và La Khởi Vân đã biến mất, hai người đưa mắt nhìn nhau, đồng thời nói, đuổi theo. Lúc này, Ngô Bình và La Khởi Vân xuất hiện trong một khu vườn trà, anh đã thả thánh vực để những người bên ngoài không thể tìm thấy họ bằng cách dùng thần niệm. La Khởi Vân bật khóc, Lý công tử, bố mẹ tôi thực sự đã mất rồi sao? Ngô Bình khẽ thở dài, hẳn là như vậy, tôi cảm thấy chú hai và chú ba của cô có vấn đề gì đó. Còn nữa, tại sao ông nội cô lại bế quan vào lúc này? Lại thêm cả việc bố mẹ cô có thể đã qua đời, tôi nghĩ những chuyện này nhất định có sự liên quan. Toàn thân La Khởi Vân run lên, ý anh là chú hai và chú ba đã giết bố mẹ tôi. Ngô Bình, tôi cũng không rõ, chỉ cảm thấy bọn họ không nên đối với cô như vậy, cô thử nghĩ xem, nếu như bố mẹ cô bị giết, ai là người được lợi nhất? La Khởi Vân lẩm bẩm, đương nhiên là chú hai và chú ba. Ông nội luôn nói chú hai quá thực dụng còn chú ba quá cực đoan, bọn họ không thích hợp quản lý gia sản, cho nên ông nội luôn bồi dưỡng bố tôi, còn truyền dạy hết tất cả kỹ năng sao trả cho bố tôi. Nghe thế Ngô Bình khẽ thở dài, anh biết thực tế sẽ khá giống với dự đoán của anh. La Khởi Vân khóc nói, họ là anh em ruột mà, sao họ có thể như thế với anh cả của mình chứ? Ngô Bình, giờ phải tìm thấy ông nội cô đã. Ông ấy là thánh nhân, giết ông ấy không dễ. La Khởi Vân hoàn hồn lại, nói, đúng, phải tìm ông nội đã, mong ông không sao. Ngô Bình, vừa nãy tôi không trở mặt với chú hai của cô là vì muốn âm thầm điều tra rõ tất cả. Nếu không ngộ nhỡ làm người khác bị thương thì không hay. La Khởi Vân gật đầu thật mạnh, Lý công tử, xin trông cậy vào anh. Ngô Bình ngồi xếp bằng, đưa thần hồn ra, anh liền cảm thấy ngay cách anh không xa có một không gian thần bí, trong đó có một tia thánh lực đang chuyển động. Loại thánh lực này chỉ có một đại thánh có thánh vực như anh mới có thể cảm nhận. Một lúc sau anh mở mắt ra,
cười nói, gần đây có một thánh nhân, người đó chắc cũng bị thương, may mà không nguy hiểm đến tính mạng. La Khởi Vân vui mừng nói, nếu là thánh nhân thì nhất định là ông nội tôi. Xung quanh đây ngoại trừ nhà họ La thì không đâu có thánh nhân. Ngô Bình, tôi cứu người ra đã, sau đó sẽ hỏi chuyện sau. La Khởi Vân cúi người thật sâu, cảm ơn anh. Ngô Bình, cô La đừng khách sáo, cô đợi tôi một chút. Nói xong anh liền biến mất. Gần một đỉnh núi, trong một không gian thần bí có một ông lão râu tóc bạc trắng bị dính trên một mạng nhện. Một con nhện màu vàng kim khổng lồ đang nhả tơ chói chặt lấy ông lão từng lớp một. Ông lão mang vẻ mặt tức giận, đôi mắt tràn đầy sự thất vọng. Dưới mạng nhện, chú hai và chú ba của La Khởi Vân đang đứng sánh vai. Ông lão râu bạc chính là trà thánh La Chi Thiền, ông ấy lạnh lùng nói, sao chúng mày còn chưa giết tao? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 121.